Chào tất cả các chị đang xem livestream trực tiếp của thầy trò công sở ngày hôm nay nha. Các chị vào chấm cho em một chấm này, chấm cho em một chấm để em thấy thấy sự tương tác của các chị này. Và chị và chúng ta thấy sự tương tác của các chị nha. Và chấm cho em một chấm và ra chia sẻ giúp em đi ạ. Hôm nay bên em xả kho bán mẫu áo phao Hàn Quốc ở bên em với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các chị luôn nha. Và số lượng có hạn bán trong 10 phút đầu tiên. Các chị ra chia sẻ cho em và vào chấm cho em đi ạ. Chia sẻ cho em lên đến 300 lượt xem em sẽ bắt đầu giới thiệu nha. Rồi chào chị Quý Nguyễn này, chào chị Liên Hoàng nha. Chào chị Minh Tôn, chào chị Nhân Nguyễn, chào chị An Khánh, chào chị Lam Bùi luôn này. Mẫu này hôm nay bên em có mẫu áo phao này nha, mẫu áo phao Hàn Quốc ở bên em cực kỳ đẹp để giới thiệu đến cho các chị luôn này. Mẫu áo phao này ở bên em chất liệu phao là phao lì nha các chị em. Chất liệu phao là phao lì này, đằng trước của nó có huy hiệu rất là đẹp cho các chị luôn này. Hai bên thiết kế có túi có khóa để cho các chị để tiền để điện thoại đều rất là tiện nha. Thiết kế mũ có lông này, đội mũ lên cho các chị xem nha. Các chị có thể tháo rời mũ cũng được, mẫu mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em, quá đẹp quá sang luôn này. Mức giá đang bán tại shop là 539.000, giảm tại livestream cho các chị chỉ còn 239.000 một cái nha. 239.000 một cái và áp dụng khi các chị mua hàng với mức giá này vào 10 phút đầu tiên nha. 10 phút livestream đầu tiên sẽ bán mức giá là 239.000 và có đủ size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Mẫu áo phao này là áo phao Hàn Quốc ở bên em này, có mức giá là 239.000 và bán trong vòng 10 phút livestream đầu tiên. Nên chị em nào yêu thích này nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì mình sẽ được mua cái áo mẫu áo phao Hàn Quốc này ở bên em với mức giá chỉ có 239.000. 239 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 5 lần cho em nha. 65 cân mặc vừa size 2XL cho em, 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size mặc vừa. Mẫu áo phao Hàn Quốc em sẽ có 5 tông màu để giới thiệu đến cho các chị này. 5 tông màu cho các chị lựa chọn nha. Mẫu em mặc lên đây là màu hồng Hàn Quốc, quá là trẻ trung cho các chị này. Có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu này, quá là trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu đen truyền thống cho các chị nha. Và cuối cùng đây là tông màu cam này. Comment cho em này có màu đen nha chị ơi. Comment cho em Phú Pháp này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên thôi, hàng này là bên em xả kho bán mức giá ưu đãi cho các chị. Nên là hàng xả nên phải chốt nhanh chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên cho em nha. Hàng có size cho người từ 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa. Nên là các chị đây là hàng xả nên mình không nên hỏi nhiều nha. Không nên hỏi nhiều về size số bởi vì mai bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu, kèm xin địa chỉ để gửi hàng. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 5 tông màu và đủ size cho các chị lựa chọn nha. Màu hồng Hàn Quốc thì năm nay rất là hot luôn rồi này. Chất liệu phao là phao lì cho các chị nha. Chất liệu phao là phao lì này. Bên trong của nó là lớp lót lụa rất là mềm mịn, hàng đủ size, đủ số cho các chị lựa chọn nha. Và có thiết kế mũ lông cho các chị tháo ra này. Tháo ra cũng được rồi, ok cho chị ạ. Chị lớp Paridet này, một cái màu hồng ok chị nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Và chỉ trong 10 phút đầu tiên bán với mức giá là 239.000 nha. 5 tông màu đủ size đủ số này. Rồi ok chị ở đời ai ok chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại. Rồi ok chị Nhàn Nguyễn, 239.000 màu hồng đã chia sẻ nhá. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và chỉ trong 10 phút đầu tiên bán với mức giá 239.000 nha. Sau 10 phút thì lại trở về với mức giá là 539.000 đang bán tại shop em nha. Màu hồng Hàn Quốc như mẫu em đang mặc này, có thêm tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu cam này, cực kỳ trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu đen, chị em nào hỏi màu đen vào đây màu đen cho em này. Và cuối cùng màu xanh rêu, bây giờ mẫu sẽ mặc màu xanh rêu lên cho các chị xem nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Mẫu áo phao Hàn Quốc này thì quá trẻ trung này. Rồi ok chị Trang Thủy, 239.000 một cái màu cam ok chị luôn nha. Rồi ok chị Lan Nguyễn, 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và chỉ trong 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá là 239.000. Nên chị em nào ưng mẫu này chốt nhanh chốt lẹ này. Mẫu áo phao Hàn Quốc này thì quá là đẹp luôn rồi. Chị em nào cũng có thể mặc lên được cho em nha. 10 phút đầu tiên bán mức giá 239.000. Rồi ok chị Thanh Nhàn, 239.000 một cái màu xanh rêu như mẫu em đang mặc nha. Rồi ok Thu Hằng, một cái màu rêu ok này. Bích Nhàn, một cái màu hồng Hàn Quốc ok 239.000. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. Rồi Phạm Loan, 239.000 màu cam này, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream 10 phút đầu tiên có mức giá ưu đãi nha. Mẫu em mặc lên đây là màu xanh rêu cho các chị thì quá là đẹp và trẻ trung luôn rồi.
thiết kế có mũ nhà, thiết kế có mũ lông này, các chị có thể tháo rời luôn cho em này. Rồi ok chị Loan Trần 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị ok nha. Liễu Nguyễn 239.000 một cái màu đen ok này. Chốt nhanh chốt lẻ tại livestream mới có mức giá là 239.000 và chỉ là 10 phút đầu tiên thôi. Áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. Rồi màu xanh đeo như mới là mặc lên có thêm màu hồng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu đen thì mặc lên cực kỳ trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ đô cho các chị này. Cực kỳ trẻ trung, thiết kế hai túi có khóa để tiền để điện thoại đều rất là tiện. Mũ có lông này có thể tháo rời luôn cho em nha. Rồi ok Xuân Vũ 239.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok chị Liễu Nguyên 239.000 một cái màu xanh đeo ok nụy chị thôi nha. Rồi ok chị Thanh Phục 239.000 một cái màu cam ok này. Lưu Thị Hải Yến 239.000 một cái màu cam ok chị luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại vào kèm chia sẻ này. Rồi ok mẫu sẽ mặc thử cái màu đen lên cho các chị xem. Màu đen là cái màu truyền thống. Rồi ok Huyền Thanh 239.000 một cái màu hồng ok này. Chị Huyền Trần đã chia sẻ vào nhanh tay vào comment đi chị ơi. Em cũng không có nhiều đâu, số lượng thì có hạn mà chỉ bán trong vòng 10 phút đầu tiên nha. Với mức giá là 239.000 và có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu thì đều có size số mặc vừa cho em này. Áo phao nha, áo phao Hàn Quốc ở bên em đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em. Rồi ok chị à, cho chị Bích Lê này 239.000 một cái màu đen của chị ok chị luôn nha. Rồi ok Trúc Hoàng 239.000 một cái màu xanh rêu này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Thiết kế áo phao này cực kỳ trẻ trung nha. Rồi ok chị lớp Paris chị có rồi nha chị ơi. Rồi ok chị ngờ đời ở ai một cái màu hồng ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen cho các chị này. Đây chị em nào yêu cầu mặc màu đen quá là xinh luôn nha. Đứng gần này đây cho các chị ngắm này, quá là đẹp luôn này. Rồi ok chị Huyền Trần lấy màu gì đây chị ơi, quá là đẹp và xinh luôn. Quay đằng sau cho các chị xem luôn nha. Đằng trước hay đằng sau thì đều đẹp, đều xinh. Mũ này các chị đội lên hoặc là tháo ra luôn nha. Tháo ra dùm em này, quá là đẹp luôn nha. Màu đen như mẫu em mặc lại có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ đô thì cực kỳ trẻ trung này. Có thêm tông màu hồng cho các chị này. Và cuối cùng đây là tông màu xanh rêu nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Bên trong của nó nước non nụa mềm mịn này. Bên ngoài là phao lì nha các chị em, rất là đẹp luôn. Rồi chị Trung Nguyệt lấy màu hồng để lại số điện thoại này. Dáng dài chị nhắn tin về shop cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em báo với mức giá ưu đãi nha. Rồi ok chị Huyền Trần một cái màu rêu này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Rồi ok chị Lưu Ly 239.000 một cái màu cam này. À, Oanh Thùy Trương 239.000 một cái màu hồng này. Rồi ok chị Lý Nguyễn 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi chị ok chị Xuân Vũ này cho thêm một cái màu rêu ok chị luôn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Bây giờ mẫu em sẽ thử sang cái tông màu cam cho các chị xem, thử phun màu cho các chị lựa chọn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại, chất liệu phao nhăn năm nay thì rất là hot cho các chị luôn này. Có đủ size cho người từ 40 đến 65 cân quay đầu nha chị ơi. Rồi ok chị Nại Thanh Nhàn 239.000 một cái màu đen của chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok đó chị Ngưu Lang 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Rồi chị Xuân Vũ lấy 239.000 màu rêu để lại số điện thoại này. Chị Trung Vũ lấy màu rêu để lại số điện thoại nhanh đi chị ơi. Chỉ 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá 239.000 thôi ạ. Rồi ok chị Thu Hà Hoài Nam 239.000 màu đen của chị ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Rồi ok Hoài Niệm 239.000 một cái màu cam của chị quá đẹp luôn nha. Chất liệu phao nhăn này, 10 phút đầu tiên chốt mức giá 239.000. Lưu ý là phải chia sẻ cho em đủ 5 lần mà các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Mẫu em mặc lên đây là tông màu cam nha các chị, mặc lên quá là nổi và trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cho các chị lựa chọn nha. Tông màu xanh rêu này, có thêm tông màu hồng Hàn Quốc này, tông màu hồng Hàn Quốc nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị và cuối cùng là tông màu đen này. Giá đang bán tại shop là 539.000 giảm tại livestream cho các chị chỉ còn 239.000 một cái nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình đã được lên đơn hàng thành công này. Rồi chị Ngọc Lê, Ngọc Thị Ngọc đã chia sẻ thì ra nhanh tay comment này. Rồi ok lên đơn chị Xuân Vũ, lên đơn chị Trung Vũ nha. Chia sẻ thì nhanh tay vào comment đặt hàng đi ạ, bởi vì chỉ có 10 cái
10 phút đầu tiên bên em báo với mức giá là 239.000 nhá. Mẫu em mặc lên đây là tông màu cam, nếu chị mặc lên thì cực kỳ trẻ trung này. Màu đen đây, truyền thống đây, chị em nào lựa chọn nhanh tay cho em nhá. Rồi ok, màu xanh rêu này, có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc nhá. Và cuối cùng là tông màu đỏ đô này. Rồi ok, cho chị gió mùa này 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc, ok chị luôn này. Rồi ok, cho chị Nguyễn Nhãn nha, 239.000 một cái màu đỏ đô này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chị Ngọc Lê thì Ngọc lấy màu đen để lại số điện thoại cho em này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em, đủ 5 lần trở lên nha. Quá là rẻ và đẹp luôn. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em nha, tháo rời có khóa tháo rời này. Các chị mặc theo hai kiểu luôn cho em, mặc kiểu nào cũng được, rất là xinh luôn. Rồi ok, chị Thiên Thần 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. Trai Thành Nam 239.000 một cái màu đen ok này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên, đơn hàng thành công nha. Rồi ok, Phục Nguyễn 239.000 một cái màu đỏ đô của chị này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Bây giờ mẫu sẽ mặc lên cái tông màu đỏ đô để cho các chị xem nha. Cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn. Chất liệu là phao lì này, chất liệu là phao lì nha, bên trong một lớp lót lụa mềm mịn cho các chị. Thiết kế có mũ lông cho các chị đội lên cực kỳ đẹp luôn. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. Rồi ok cho chị Thanh Nhàn nha, 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn này. Rồi ok cho chị Phụng Nguyễn 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chất liệu là lụa nha, rất là mềm mịn, hàng có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 7 đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Rồi ok cho chị Bé Còi Hóm Hình 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. Rồi ok cho chị Ngư Vũ Kim 239.000 một cái màu đen ok chị này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên, đơn hàng thành công nha. Rồi mẫu mặc bằng màu đỏ đô lên cho các chị này, quá là đẹp và trẻ trung luôn này. Màu đỏ đô nha, có thêm màu xanh rêu cho các chị lựa chọn này, có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc nha, có thêm màu đen này cực kỳ xinh cho các chị lựa chọn luôn, và có thêm tông màu cam nữa nha. Lớp nó lụa này rất là mềm mịn này các chị nhìn này. Rồi ok cho chị Thảo Ngọc 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị nha. Rồi ok, Nghĩa Nguyễn 239.000 một cái màu xanh rêu ok này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. 10 phút đầu tiên bên em báo với mức giá là 239.000 nha, và phải chia sẻ cho em thì đơn hàng đấy của mình mới được lên, đơn hàng thành công này. Rồi ok, Nguyệt Vũ 239.000 một cái màu cam ok nha, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên, đơn hàng thành công nha. Rồi ok, chị Phụng Hiệp 239.000 một cái màu cam của chị ok nha, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Đằng trước có hy hiệu mặc lên rất là trẻ trung này, thiết kế túi có khóa ở hai bên để tiền để điện thoại cho em nha. Rồi mẫu em mặc lên đấy là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này, có thêm tông màu cam, màu hồng Hàn Quốc này, màu rêu và màu đen cho các chị nha. Rồi ok cho chị Khải Hoàn 239.000 một cái màu đen ok này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên, đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nhá. Đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Rồi ok, Lê Ngọc Ánh 239.000 một cái màu cam của chị ok này. Rồi ok, Tú Nguyên 239.000 một cái màu đỏ đô nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái màu đen này cho các chị xem này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha, 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi chị Hoàng Hương để lại số điện thoại cho em này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên, đơn hàng thành công nha. Rồi ok, chị Phùng Xuân 239.000 một cái màu cam của chị này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhé. Rồi Nguyệt Moon 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha, 239k kèm màu, kèm số điện thoại cho em và giá chia sẻ nhanh tay giúp em này, 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên, đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Rồi ok, chị Hồng Thúy 239.000 một cái màu đen luôn này. Rồi ok, Xuân Quỳnh 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha, 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên, đơn hàng thành công luôn này. Rồi ok, Thuận Nguyễn 239.000 một cái màu cam ok chị nha, 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em luôn nha. Rồi ok, chị Thế Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Rồi mẫu em đang mặc lên đấy là tông màu đen cho các chị này. Chị em nào ngắm màu đen thì vào đây ngắm luôn cho em cái màu đen nha.
có thêm tông màu đỏ đô cực kỳ trẻ trung cho các chị lựa chọn luôn nha. Có thêm tông màu đỏ đô này rồi, ok chị đỗ hàng 239.000 một cái màu cam của chị, ok này. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em bán xả hàng với mức giá là 239.000 nha. Rồi ok chị Vân tông teo 239.000 màu cam, ok này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị mặc lên thì cực kỳ trẻ trung luôn rồi. Màu nào mặc lên cũng đẹp, đẹp và xinh luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu rêu cho các chị lựa chọn này, quá là xinh nha. Và cuối cùng đây là tông màu cam nha, 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chị Ngư Vũ Kim có đơn hàng màu đen rồi, ok chị rồi nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá là 239.000 ở bên em. 10 phút đầu tiên nha, có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size cho em này. Màu đen này, màu hồng này, màu cam, màu xanh rêu và có thêm màu đỏ cho các chị nha. Rồi ok cho chị Quế Hoàng 239.000 một cái màu đen của chị, ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Chia sẻ thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Rồi ok cho chị Vũ Quý 239.000 một cái màu đen của chị, ok này. Bùi Thảo 239.000 một cái màu xanh rêu, ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần cho em này. 10 phút đầu tiên bán xả mẫu áo phao Hàn Quốc này ở bên em với mức giá chỉ có 239.000 cho các chị nha. Rồi ok Huyền Lazy 239.000 một cái màu xanh rêu của chị. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang lại cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đi ạ. Rồi chị ơi 239.000 nha. Bán trong 10 phút đầu tiên nên mình lấy thì chốt nhanh chốt lẻ tại livestream này cho em này. 10 phút đầu tiên áp dụng cho những chị em nào chia sẻ nhanh tay nhất nha. Rồi ok chị Thái Du Di 239.000 một cái màu hồng, ok luôn này. Thế Trần 239.000 một cái màu đen, ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Chị Phóng Hà lấy màu cam để lại số điện thoại cho em nha. Rồi ok Luyến Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô, ok chị quá đẹp luôn. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa luôn cho em nha. Rồi Nguyệt Moon 239.000 một cái màu xanh rêu, ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2-3 lần cho em này. Đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân quay đầu nha. Rồi ok Kim Thu 239.000 màu đen 65 cân mặc size 2XL này. Rồi chị Vân Tăng Teo, ok đã chia sẻ 10 hội nhóm, cảm ơn chị nha. Rồi ok chị Thành Đạt 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc cho em nha. Màu hồng Hàn Quốc thì lúc nào năm nay nó rất là hot luôn này. Rồi ok chị Tuệ Tâm 239.000 một cái màu đen của chị lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok cho chị Phục Hoàng 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc, ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có đơn hàng ạ. Sau livestream này lại trở với mức giá là 539.000 ở bên em. Rồi ok Thoa Nguyễn một cái màu đen 239.000 lên đơn hàng cho chị này. Có màu hồng Hàn Quốc như mẫu em đang mặc nha. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị lựa chọn, quá là xinh luôn này. Màu đen truyền thống rồi thì rất là dễ mặc luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ đô này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cho các chị lựa chọn luôn, cực kỳ xinh. Và cuối cùng đây là tông màu cam nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên chốt với mức giá ưu đãi như vậy nha, nên là các chị phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng này. Rồi ok chị Phóng Hà 50 cân mặc vừa size M cho em nha. Có đủ size cho các chị em từ 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa, có size S, M, L, XL, 2XL tương ứng với các size của chị. Nên là các chị chỉ cần quan tâm xem là số điện thoại mình đã cho đúng hay chưa, để mai bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok chị Hoàng Hương 239.000 cái màu hồng, ok đây là hàng thành công của chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. Đấy màu hồng Hàn Quốc, các chị em nào nấy thì vào ngắm nhanh cho em này. Rồi ok chị Tống Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô của chị, ok chị nhân nha. Rồi ok chị Thanh Bạch 239.000 một cái màu đen, ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi chị Mai Lê lấy màu gì để lại màu cho em ra chia sẻ nhanh tay cho em này. Phải chia sẻ đủ 10 lần trở lên thì đơn hàng, 5 lần trở lên thì đơn hàng mình của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi mẫu em mặc lên đấy là tông màu hồng Hàn Quốc cho các chị lựa chọn này. Quá là xinh và sang luôn nha. Màu hồng Hàn Quốc thì năm nay cực kỳ hot luôn này, và phao này là phao nhăn nha. Rồi ok chị Phan Quỳnh 239.000 một cái màu đen, ok lên đơn hàng thành công của chị này. Bùi Thủy 239.000 một cái màu hồng, ok chị luôn nha. Tuấn Lê 239.000 một cái màu đỏ đô, ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok chị Giang Nguyễn 239.000 màu hồng Hàn Quốc, ok chị này. Quá đẹp, quá sang, quá xinh và trẻ trung luôn nha. Rồi ok chị Mai Lê lấy màu gì thì comment màu cho em nha chị ơi. Rồi ok Khí Hữu Khởi 239.000 một cái màu đen của chị, ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành
công nha. Rồi ok, chị Thoa Nguyễn một cái màu đen 239.000 ra chia sẻ cho em này. Chị Lệ Quyên một cái màu xanh rêu ok ra chia sẻ luôn nha chị ơi. Rồi Mai Lê một cái màu hồng ok luôn này. Chốt nhanh chốt lại tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy. Phao này chất liệu phao nhăn này cực kỳ mềm mịn cho các chị luôn nha. Rồi ok, chị Tăng Thắng một cái màu đỏ đô ok lên đơn hàng cho chị này. 10 phút đầu tiên em báo với mức giá là 239.000. Cho chị em nào nhanh tay nhất ra chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Và bên em sẽ có hệ thống này check xem chị em nào đã chia sẻ hay chưa thì đơn hàng đấy mới được lên đơn hàng thành công. Chị nghĩ không, 59 cân mặc size XL cho em, 40 cân đến 65 cân đều có size số nha, đều có size số phù hợp mặc vừa với mình này. Rồi ok, chị Quách Hoàng 239.000 một cái màu đen của chị ok. 239k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi ok, chị Phương Thảo 239.000 một cái màu hồng ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần cho em nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu xanh rêu lên nha. Phao dài chị nhắn tin về shop cho em nha chị ơi. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu xanh rêu này cho các chị xem này. Cái màu không bao giờ hết hot luôn nha. Rồi ok, mẫu mặc thử màu xanh rêu lên đây chị ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em nha. Em chỉ chốt trong 10 phút đầu tiên mới có mức giá là 239.000 nha. Rất là đẹp luôn, cái màu xanh rêu thì không bao giờ lỗi mốt luôn rồi. Có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam này. Và cuối cùng đây là tông màu đen cho các chị lựa chọn này. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh. Phao Hàn Quốc này các chị mặc lên quá là nổi luôn nha. 10 phút đầu tiên báo với mức giá là 239.000. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em, 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mà vừa nha. Rồi ok, chị Quân Lê 239.000 một cái màu rêu ok chị luôn này. Rồi ok, Thạch Thành 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok luôn nha. Rồi ok, chị Tuệ Tính này 239.000 một cái màu hồng ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại vào kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Và chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok, chị Quế Hoàng một cái màu đen ok chị nha. Quá là đẹp luôn. Rồi ok, chị Nghĩ Không một cái màu xanh rêu ok chị luôn này. Màu nào cũng có, màu nào cũng đẹp này. Có màu xanh rêu thì là cái màu không bao giờ nổi mốt. Có thêm cái màu hồng Hàn Quốc thì quá là xinh luôn cho các chị rồi này. Có thêm tông màu đỏ đô nha, mặc lên cực kỳ sang này. Có thêm tông màu này là tông màu cam trẻ trung và cuối cùng là tông màu đen truyền thống cho các chị lựa chọn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok, chị Lưu Bùi 239.000 một cái màu xanh rêu ok này. Nguyễn Cương lấy màu xanh rêu để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Và ra chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ là đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok, chị Đặng Hưởng 239.000 một cái màu cam ok này. Rồi chị Nguyễn Huyền lấy màu cam để lại số điện thoại cho em đi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em 2 tới 3 lần là 5 lần trở lên đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, Giang Nguyễn màu rêu 239.000 ok chị nha. Đằng trước của nó có huy hiệu này, quá là đẹp luôn. Thiết kế túi hai bên để tiền để điện thoại tránh việc rơi rớt cho em này. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok, Quách Duẩn 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Rồi Tống Hoàng 239.000 một cái màu đen ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi lên đơn là chị Nguyễn Cương này một cái màu xanh rêu nha. 239.000 ok này. Rồi ok chị Mẫn Mẫn 239.000 một cái màu đỏ đô của chị nha. 57 cân mặc size XL cho em này. Comment đúng cú pháp cho em là 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Em chỉ có 10 phút đầu tiên báo với mức giá là 239.000 thôi. Nên chị em nào chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy này. Chị em nào lấy màu nào thì chốt nhanh chốt lẹ nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái tông màu cam này cho các chị xem này. Thử phun màu cho các chị ngắm luôn. Màu nào mặc nên cũng rất là nổi và sang cho các chị luôn nha. Rồi ok, Hằng Hoàng 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. Tế Lan 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. Rồi ok chị Gái Xứ Huế 239.000 một cái màu đỏ đô của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha các chị em. Ra chia sẻ nhanh tay cho em nha. Rồi bây giờ mẫu em sẽ mặc lên cái màu cam này cho các chị xem này. Màu nào mặc lên cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là trẻ trung. Mẫu áo phao Hàn Quốc hôm nay bên em xả với bán với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Rồi ok chị
Đỗ Hằng một cái màu xanh rêu size 2XL ok này. Chị bà mẹ thông thái 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai cho em về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, dịu phụng vịu 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. Lên đơn hàng cho chị luôn nha, quá xinh luôn. Đây cái màu cam mũ em đang mặc lên cho các chị cực kỳ trẻ trung này. Đằng trước có thêm huy hiệu nha, mũ này đội lên cho các chị ngắm này. Đội cũng được mà các chị tháo rời ra cũng được luôn cho em, quá là xinh luôn nha. Mặc lên vừa nhẹ này, vừa ấm giữ ấm cho mình nha. Đấy đi trời mưa gió hay là mưa gió lạnh này, chúng ta đội mũ này như thế này thì quá là ấm luôn rồi. Rồi ok, Nguyễn Huyền này 65 cân mặc size 2XL cho em nha. Chị để lại số điện thoại cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên về tường trang cá nhân của mình hoặc các hội nhóm công khai. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem lượt chia sẻ của mình đã nhiều hay chưa này. Và có rất là nhiều chị đang đặt hàng cho mẫu này ở bên em mà em không thể đọc tên tất cả các chị lên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, Phạm Quang Trường 239.000 màu đen 60 cân mặc size XL. Phương Thảo 239.000 màu hồng Hàn Quốc ok lên đơn hàng cho chị, quá đẹp luôn này. 239.000 màu cam này, có thêm 239.000 màu rêu này, có thêm 239.000 màu đen, quá sang quá xinh nha. Có thêm 239.000 màu hồng này và có thêm 239.000 màu đỏ đô. Rồi ok chị, sau tất cả 239.000 rêu và cam ok chị, 239.000 cho các chị rồi nha. Lưu ý là ra chia sẻ nhanh tay cho em thì đơn hàng được lên đơn hàng thành công. Bây giờ em sẽ ra kiểm tra lại xem lượt chia sẻ của mỗi chị đã đủ trên 5 lần chưa. Rồi ok chị Lệ Quyên 239.000 màu rêu ok luôn nha. Rồi ok chị qua đêm nay 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok chị này, quá rẻ quá đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc luôn nha. Hôm nay bên em xả báo với mức giá ưu đãi cho các chị thôi, nó cũng về số lượng có hạn thôi nha. Mẫu áo phao Hàn Quốc chất liệu phao nhăn này, bên trong là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị đủ size đủ số cho các chị lựa chọn nha. Chị em nó lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này, không miễn phí ship nha chị ơi. Em ship một cái hay 10 cái cũng là 30.000 tiền ship. Rồi ok, Quân Hoàng 239.000 một cái nha. Chị Thanh Thanh Vân ơi, 67 cân thì chị phải cao ở trên 1m trên 1m6, 1m65 thì mới mặc vừa nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Đủ size đủ số, 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa nha. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công này. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống nha. Em đã lên đơn hàng từ nãy giờ đã rất là nhiều đơn hàng rồi mà em thấy lượt chia sẻ còn rất là ít. Nên là các chị phải nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok, chị Nguyệt Quế 239.000 một cái màu cam của chị. Bây giờ mẫu mặc lại màu đen này cho các chị xem nha. Mặc lại cái màu đen truyền thống này cho các chị xem này, cực kỳ tôn dáng và mặc lên thì lúc nào chị em nào trẻ trung cũng mặc được, chị em nào có tuổi cũng mặc được cái tông màu đen cho em nha. Đây phao nhan này các chị em nhìn cái phao của nó này quá là đẹp luôn nha. Rồi ok chị Quận Nguyễn 239.000 một cái màu rêu ok này. Rồi ok, Huế Hoàng 239.000 một cái màu đen ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, chị Phố Vắng 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. Quá là đẹp và trẻ trung luôn, không lấy được cái mẫu thiết kế này của bên em ngày hôm nay thì rất là tiếc luôn nha. Rồi ok, Phương Trần 239.000 một cái màu đen của chị ok này. Cái màu đen truyền thống này thì quá là đẹp luôn rồi, chị em nào cũng có thể mặc lên cho em nha. Đấy, mẫu áo phao này mặc lên ôm một người rất là trẻ trung này. Rồi ok, chị Phấn Hoa 239.000 một cái màu rêu của chị ok nha. 239.000 màu đen này, có thêm 239.000 một cái màu hồng nha. Có thêm 239.000 một cái màu đỏ đô này. 239.000 một cái màu xanh rêu và 239.000 một cái màu cam. Đây cho các chị xem lớp lụa bên trong của nó này, rất là mềm mịn luôn, các chị quay máy giặt thoải mái luôn cho em với cái chất liệu này nha. Rồi ok cho chị chị Nguyễn Huyền lấy màu gì nào, chị Nguyễn Huyền lấy màu gì. Rồi ok, chị Nguyễn Huyền lấy màu cam ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi ok cho chị Phương Nhi là 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn, quá đẹp luôn nha. Rồi ok cho chị Phúc Hậu 239.000 một cái màu xanh rêu 57 cân mặc size XL cho em. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Rồi ok cho chị Quần Thể 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này, rất là đẹp luôn, không lấy được cái mẫu này của bên em ngày hôm nay thì rất là tiếc luôn nha. Và em chỉ còn vài phút nữa bán với mức giá là 239.000 thôi. Còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ cho em này, mũ lông các chị tháo rồi luôn cho em được nha. Rồi ok chị
Trần Duẩn này, 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc, ok này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần mà các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Đủ size, đủ số, 40 cân đến 75 cân đều có size số mà vừa. Chia sẻ cho em 2-3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok, Phạm Hồng Phượng 239.000 một cái màu xanh rêu của chị nha. 62 cân mặc size 2XL cho em này. Rồi ok, cho chị Hiêm Nhi 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc, ok này. Rồi chị Trọng Đặng Trọng Hồng này, chị lấy màu gì đấy chị ơi? Rồi bây giờ mẫu sẽ mặc sang cái tông màu đỏ đô cho các chị nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Màu đen quá là đẹp luôn, ai lựa chọn màu đen chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Em cũng chỉ có mấy đơn hàng nhận trong vòng mấy phút nữa thôi nha. Mấy phút nữa thôi với mức giá 239.000. Sau livestream này thì em lại trở về với mức giá là 539.000 ở bên em, quá đẹp quá xinh cho các chị này. Rồi ok cho chị Hoàng Thị Mỹ Hạnh 239.000 một cái màu đen, ok chị nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Đủ size đủ số cho chị em, từ 40 cân đến 75 cân đều có size số bằng vừa này. Rồi ok, Đinh Quang Sáng nha, 239.000 một cái màu đỏ đô, lên đơn hàng thành công cho chị luôn này. Rồi ok, Hữu Khởi 239.000 một cái màu đen, ok này. 239.000 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Đủ size đủ số cho chị em, từ 40 cân đến 75 cân đều có size số bằng vừa nha. Rồi chị Nguyễn Huyền màu cam 65 cân mặc size 2XL, ok lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok chị Đặng Trọng Hồng ơi, chị lấy màu gì thì comment cho em. 239k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Lê Minh Đức này, 239.000 một cái màu hồng, ok chị nha. Rồi ok, Thủy Nguyễn Thị 239.000 một cái màu đen, lên đơn hàng cho chị này. Rất là nhiều đơn hàng đã được lên đơn hàng thành công mà em thấy lượt chia sẻ còn rất là ít. Thì các chị nhanh tay ra chia sẻ cho em, mỗi người chia sẻ cho em 5-7 lần với các hội nhóm công khai nha. Rồi ok chị Phượng Đoàn 239.000 một cái màu đỏ đô, ok này. Màu đỏ đô mặc lên thì quá đẹp luôn rồi, cái màu đỏ đô này nhá. Rồi ok, Hoa Gió 239.000 một cái màu hồng, lên đơn hàng cho chị này. Màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha, có thêm màu đen này, có thêm màu đen mẫu cầm này, có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị mặc lên thì cực kỳ trẻ trung luôn nha. Có thêm tông màu này, tông màu cam cho các chị lựa chọn này, và cuối cùng đây là tông màu rêu nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok, Nguyễn Nga 239.000 một cái màu xanh rêu của chị, nên đơn hàng thành công của chị luôn nha. Ngọc Lan 239.000 một cái màu đen, ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên bán với mức giá là 239.000 thôi. Đây là áo phao Hàn Quốc ở bên em, quá là đẹp, chất liệu này là phao nhăn nha. Rồi chị ơi mặc được nha, chị ơi cái này chị em nào cao, chị em nào thấp đều để mặc được cái dáng ngắn này cho em này, quá là dễ mặc luôn nha. Áo phao thì không kén người mặc đâu chị ạ. Rồi ok, Lê Hồng Phượng 239.000 một cái màu xanh rêu, ok nha, không có áo lam đâu ạ. 239k kèm màu, kèm số điện thoại cho em này. Rồi ok, Trần Hạnh 239.000 một cái màu cam, ok lên đơn hàng cho chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em này. Thiết kế như thế này, các chị nào chị em có chiều cao khiêm tốn đi, chị em nào có chiều cao trên 1m7 chúng ta đều mặc được, bởi vì mẫu em đã cao ở trên 1m68 rồi nha. Rồi ok, Loan Hoàng 239.000 một cái màu đen này. Đoàn Nguyệt 239.000 một cái màu rêu, ok chị nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Chất liệu là chất liệu phao nhăn, bên trong là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị, và có đủ size cho người từ 40 cân đến 65 67 cân thì có size mà vừa luôn nha. Rồi Đặng Trọng Hồng ơi, chị ơi không có của nam đâu nha. Rồi ok, Nguyễn Nguyện này màu xanh rêu 239.000, ok này. Phương Nguyễn màu đen và màu đỏ size M, ok luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ, em chỉ có mấy đơn hàng nhận với mức giá 239.000 thôi. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá ưu đãi, và lưu ý ra chia sẻ cho em này. Rồi ok, chị Loan Hoàng đổi sang màu đen lấy màu rêu, ok nha. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem lượt chia sẻ của chị em nào đã chia sẻ cho em hay chưa này. Kiểm tra luôn và ngay nha. Rồi 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em này. Rồi ok, chị Quân Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô, ok nha. Rồi ok, cho chị Lý Nguyễn 239.000 một cái màu đen này. Rồi Lợi Ta 239.000 một cái màu đen, ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ đi em, chỉ còn vài đơn hàng nữa thôi, không còn nhiều nha. Lưu ý là trong 10 phút đầu tiên chốt với 239.000, và sau livestream này thì khóa livestream trở về mức giá là 539.000 ở bên em nha. Quá đẹp cho một cái mẫu áo phao Hàn Quốc như thế này đấy ạ. Rồi bây giờ mẫu em này thử lại cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị xem này. Màu nào mặc nên cũng đẹp, màu nào mặc nên cũng rất là xinh và trẻ trung cho các chị luôn nha.
Lưu ý là do chia sẻ nhanh tay cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Chất liệu phao lì này thì các chị mặc lên cực kỳ đẹp này. Năm nay phao lì rất là chuộng luôn nha các chị em. Mũ của nó là mũ có lông, các chị có thể tháo rời luôn cho em, bên trong lớp nó lụa mềm mịn. Thiết kế túi ở hai bên để có khóa, để tiền, để điện thoại và rất là cách điệu cho mẫu áo nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000, và em cũng chỉ có mấy đơn hàng nhận với mức giá 239.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok chị Bumcha 239.000 một cái màu hồng ok nha. Rồi Thu Phương Mocha 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, màu hồng Hàn Quốc. Mẫu nào mặc lên cho các chị đây quá xinh này. Cái màu hồng Hàn Quốc năm nay rất là được ưa chuộng luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cực kỳ đẹp luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị. Và cuối cùng là tông màu đỏ đô này. 5 tông màu đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa luôn cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em nha. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh, bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị luôn nha. Rồi chị Phạm Quang Trường ơi, chị lấy gì đấy ạ? Nào chị em nào lấy thì comment luôn cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại. Mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size, tư vấn màu, xin địa chỉ cho các chị nha. Rồi ok, Liễu Đinh 239.000 đỏ đô 45 cân mặc vừa size S này. Rồi ok, chị Loan Hoàng 44 cân mặc vừa size S cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Rồi ok chị Phương Nguyễn nha, 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Rồi ok chị Lý Hoàng Hoàng 239.000 một cái màu cam ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai cho em này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Phương Bùi 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. Màu hồng Hàn Quốc thì quá đẹp, quá sang, quá xinh rồi. Mặc nên vừa nổi, vừa trắng da, vừa sang cho các chị nha. Rồi ok chị Thế Tử 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Bao giá bao đẹp, bao sang, bao xinh cho các chị luôn này. Rồi ok Loan Trang 239.000 một cái màu cam nha. Rất là đẹp luôn đấy các chị em, hàng đủ size đủ số. Các chị mặc với này một set váy này, set đồ bộ cho em thì đều đẹp luôn nha. Rồi ok chị Nguyễn Thị Trúc 239.000 một cái màu đen này. Rồi em cũng chỉ nhận mấy đơn hàng với mức giá là 239.000 nữa thôi ạ. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Huyền Nhi nha, 239.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok Son Nguyễn một cái màu đỏ đô lên đơn hàng thành công cho chị luôn nha. Ra chia sẻ nhanh tay cho em đi, em đang kiểm tra lượt chia sẻ đây mà em thấy còn rất là ít lượt chia sẻ. Là các chị chưa hề chia sẻ cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Chia sẻ 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok chị Quý Tộc 239.000 một cái màu cam của chị ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Lưu Nguyễn 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị ok này. Lê Hải Yến 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream còn mấy đơn hàng cuối cùng với mức giá là 239.000 thôi. Hàng xả rồi nên là các chị không lên chần chừ nha. Chần chừ lâu là sẽ hết hàng đấy ạ. Quá đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc luôn này. Rồi ok chị Mai một mẫu 239.000 một cái màu đen ok chị luôn nha. Rồi chị Nguyễn Huyền này ok chị nha. Mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn và xin địa chỉ của chị ạ. Quá là đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi ok cho chị Phụng Phượng này 239.000 một cái màu rêu ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 ạ. Đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có, 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Cực kỳ trẻ trung này. Rồi ok Hoàng Thị Thắm 239.000 một cái màu cam nên đơn hàng thành công của chị này. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh cho em, chốt lẹ cho em nào. Rồi ok chị Ngọ Nhung 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 239.000 thôi nha. Quá là đẹp luôn, ra chia sẻ đi ạ. Em đang kiểm tra lượt chia sẻ đây mà em thấy các chị chia sẻ rất là ít này, chia sẻ rất là ít nha. Đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân nha, từ 40 cân đến 65
cân quay đầu là đều có size số mà vừa và phải chia sẻ cho em này. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Quá rẻ quá đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc này. Rồi ok, chị Tư hip 239.000 một cái màu đen. Bây giờ mẫu thử sang cái màu đen cho các chị xem nha. Thử sang tông màu đen cho các chị lựa chọn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Còn mấy đơn hàng cuối cùng em chốt với mức giá 239.000 thôi. Nên là chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, chị Lan Anh 239.000 một cái màu hồng lên đơn hàng cho chị nha. Rồi ok, Tố Uyên 239.000 một cái màu, Tố Uyên 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Phượng Lưu Ly 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai cho em này. Rồi ok, chị Thêu Thân Thiện 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. Rồi chị Vũ Lan 65 cân mặc size 2XL cho em này. Rồi chị Son Nguyễn có đơn hàng 239.000 màu đỏ đô của chị đâu nha. Chốt nhanh chốt lẹ cho em mỗi năm mặc thử lại cái màu đen này, mặc thử lại cái màu đen truyền thống này cho các chị nha. Nào em cũng chỉ có mấy đơn hàng chốt với giá là 239.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok, chị Vũ là nó 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. Rồi Nguyễn Duyên 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Quá rẻ quá đẹp, bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Rồi ok, chị Thanh Tường 239.000 một cái màu đen ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Và em cũng chỉ có mấy đơn hàng nhận với mức giá là 239.000 thôi ạ. Rồi chị Vũ Lan em một cái lấy màu gì comment cho em. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok, chị Quân Nguyễn 239.000 một cái màu đen của chị ok này. Màu đen mẫu em là mặc lên quá là trẻ trung này. Có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam quá là xinh luôn này. Có thêm tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn. Và cuối cùng đây là tông màu rêu nha. Nào em chỉ có mấy đơn hàng với mức giá là 239.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ với mẫu áo phò Hàn Quốc này cho em này. Quá là đẹp luôn nha. Nó này các chị có thể tháo rời nha chị ơi. Đây các chị có thể tháo rời luôn cho em, có khóa ở đây này. Đấy tháo rời luôn cho em cũng được, đội lên cũng được nha. Mặc kiểu gì cũng có thể được luôn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Nhận 3 đơn hàng cuối cùng nữa để bên em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nào. Kết thúc livestream trở về với mức giá là 539.000 ở bên em. Lưu ý còn chị em nào quên chưa chia sẻ rất nhanh tay ra chia sẻ cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. Lưu ý là phải chia sẻ thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, chị Thế Việt 239.000 một cái màu đen của chị này. Vũ Lan 239.000 một cái màu rêu ok chị luôn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Quá rẻ quá đẹp quá sang quá xinh luôn nha. Rồi ok, Nguyễn Hà Sơn 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Rồi ok, chị nhóc cứng đầu 239.000 cái hồng Hàn Quốc cho chị ok này. Chị Vũ Lan đã có đơn hàng rồi nha. Chị ơi chốt nhanh chốt lẹ đi, em chỉ có mấy đơn hàng nữa thôi. Và phải chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường cho chị này. Rồi ok, chị Đặng Mạnh 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị nha. Trần Hoàng 239.000 một cái màu cam ok này. Chị Vũ Lan, chị đã nhận được điện thoại ở bên em chưa, buổi chiều vừa gọi là bên em đã đi đơn hàng đấy rồi nha chị ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại Lê. Rồi ok, chị Lê Hoàng Khánh 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi ok, Nguyễn Quang Sáng 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ có mấy đơn hàng cuối cùng em chốt với mức giá 239.000 này. Rồi ok, chị Thanh Thư 239.000 một cái màu đỏ đô ok, lên đơn hàng thành công chị Thanh Thư này. Rồi ok, Quế Võ 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ giúp em 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi ok, Loan Trần 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị luôn này. Rồi ok, Trần Hạnh 239.000 một cái màu màu cam nha ok nha. Đúng rồi nha chị ơi. Rồi chị Lương Hà 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. Còn chị em là lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em đi ạ. Mức giá thì quá là ưu đãi rồi, vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh, bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị luôn nha. Rồi ok, chị Phụng Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần. Ok, Diệp Thảo Chi 239.000 một cái màu đỏ đô nha. 57 cân mặc size XL cho em này. Rồi ok, chị Phượng Hoàng Thị 239.000 một cái màu xanh rêu ok này. Rất là đẹp luôn, màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là đẹp và sang cho các chị luôn nha.
Rồi ok chị Quân Nguyễn, 239.000 một cái màu xanh rêu. Ok chị này, 239k kèm màu kèm số điện thoại. Em thấy chị Lê Sang nha. Bây giờ mẫu mặc thử lại màu xanh rêu một lần nữa rồi bên em kết thúc livestream nha. Bây giờ mẫu mặc thử lại cái màu xanh rêu này một lần nữa rồi bên em sẽ kết thúc livestream này. Còn chị em nào ưng mẫu này với mức giá 239.000 nữa, chốt nhanh chốt lẹ cho em để em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. Rồi ok chị Phượng, chị Phượng Liên 239.000 một cái màu xanh rêu. Ok chị này. Rồi ok chị Tam Trần 239.000 một cái màu đỏ đô. Ok nha, 239k kèm màu kèm số điện thoại và vải kèm chia sẻ giúp em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Em sẽ kiểm tra luôn một lần nữa xem lượt chia sẻ đã được chưa để bên em chuẩn bị kết thúc livestream này ạ. Có rất là nhiều chị chưa hề chia sẻ nha. Khi bên em kết thúc livestream là không còn giá ưu đãi đâu rồi. Chị Thảo Dược chữa bệnh lấy màu đen để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em đi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại nha. Chị Phạm Quang Trưởng 61 cân mặc size 2XL để lại số điện thoại đi chị Phạm Quang Trưởng ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại chờ hệ thống này cho em này. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh, bao giá, bao chất toàn thị trường này cho các chị nha. Rồi ok chị Phương Hoàng 239.000 một cái màu đen ok này. Rồi em thấy các chị đang chia sẻ đâu nha. Những chị em nào quên chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em này. Màu xanh rêu mẫu em mặc lên này có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Có thêm tông màu hồng Hàn Quốc này, màu hồng Hàn Quốc thì quá là nổi luôn rồi. Cái màu này thì đang rất là thịnh ở trên thị trường luôn nha. Có thêm tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này, có thêm tông màu đỏ đô nha. Rồi ok chị Thủy Nguyễn 239.000 màu đỏ này. Chốt nhanh chốt lẹ đi em, chỉ còn vài đơn hàng nữa thôi nha. Chỉ có mấy đơn hàng chốt với mức giá 239.000 thôi. Rồi ok chị Thảo Dược chữa bệnh này 239.000 nên đơn hàng cho chị này, em chỉ chốt vài đơn nữa là em kết thúc livestream rồi. Nên còn chị em nào yêu thích mẫu này thì chốt nhanh chốt lẹ tại cái livestream này cho em này. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị luôn nha. Quá là đẹp luôn đấy, cái màu xanh rêu mẫu em nào mặc lên. Rồi ok chị Hiên Hồng đã chia sẻ thì nhanh tay vào comment đặt hàng đi chị ơi. Em chỉ có 1-2 phút nữa thôi, em báo với mức giá 239.000 không, mình đã chia sẻ rồi mà không có hàng thì cực kỳ tiếc luôn này. Đây màu đen đây. Đấy cái màu đen truyền thống cho các chị này, áo phao Hàn Quốc nha. Chất liệu phao là phao nhăn, bên trong của nó là lớp nó lụa mềm mịn như các chị nha. Mũ có lông này, mũ có lông cho các chị đội lên, các chị có thể tháo rời mặc theo hai kiểu bẻ cổ hoặc đội mũ cho em nha. Cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn. Chốt nhanh chốt lẹ em còn mấy đơn hàng nữa nào. Bán với mức giá 239.000 cho các chị nữa thôi nha. Vừa rẻ vừa đẹp này. Rồi ok chị Loan Nguyễn 239.000 màu đen ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Hồng Đào 239.000 một cái màu rêu ok nha. Rồi ok Luận Nguyễn 239.000 một cái màu đen ok luôn này. Thanh Trần 239.000 một cái màu đỏ đô ok luôn nha. 239.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai nha. Rồi ok chị Hiên Hồng một cái màu xanh ok này. Nào còn chị em nào yêu thích nữa chốt nhanh chốt lẹ để bên em chuẩn bị kết thúc livestream này. Rồi ok Quế Hoàng Thụy 239.000 một cái màu hồng ok nha. Rồi ok chị Phượng Hoàng Lửa 239.000 một cái màu Phượng Hoàng Lửa 239.000 một cái màu hồng này ok chị này. Chị ok chị chữa bệnh thảo dược chuyển sang màu hồng Hàn Quốc ok nha. Rồi ok chị Loan Nguyễn một cái màu đen đã có đơn hàng 60 cân mặc size XL này. 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là phải 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Rồi ok chị Tân Hoàng 239.000 một cái màu hồng ok này. 40 cân đến 65 cân thì mặc vừa cho em. Nào còn chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em. Còn chị em nào chưa đặt hàng nhanh tay vào đặt hàng đi ạ. Rồi ok chị Thằng Bờm 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em. Đủ 5 lần trở lên là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công đi ạ. Rồi ok chị Phụng Kiều 239.000 một cái màu đen ok luôn nha. Rồi ok chị Lý Quý Nhân 239.000 một cái màu cam ok này. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào chốt nhanh chốt lẹ để bên em xin kết thúc livestream tại đây nào. Vừa rẻ vừa đẹp, bao sang bao xinh nha. Phao Hàn Quốc này thì quá là đẹp luôn rồi, màu nào mặc lên cũng nổi cũng sang cho các chị luôn. Mặc vào cái mùa này thì rất là thích hợp luôn rồi nha. Rồi ok chị Thế Tử 239.000 một cái màu đen của chị ok này. Đấy đội mũ này nên rất là xinh luôn này. Đội mũ cũng được mà thả mũ ra cũng được luôn nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó không thì chốt nhanh chốt lại thì em xin kết thúc livestream nha. Rồi ok chị Quận Nguyễn 239.000 một cái màu đen của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Rồi ok chị Phạm Quang Trưởng nha. Rồi ok chị
Rồi ngày mai bên em gọi điện thì bên em sẽ chuyển luôn đơn hàng cho chị, nên là chị sẽ nhận trong vòng cuối tuần tới nha chị ơi, à cuối tuần này nha. Nào chị em nào lấy thì comment luôn cho em 239k kèm màu kèm số điện thoại để em xin kết thúc livestream nha. Nào em thấy lượt chia sẻ của vẫn còn đang rất là ít, nên là các chị ra chia sẻ nhanh tay cho em 1 phút cuối cùng nào. 1 phút cuối cùng để cho các chị comment đặt hàng và comment chia sẻ, nhanh tay ra chia sẻ cho em này, 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa và em xin kết thúc livestream tại đây này. Mỗi em mặc lên đây là tông màu xanh rêu nha, không bao giờ lỗi mốt. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc, quá là xinh nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô. Và cuối cùng đây là tông màu đen truyền thống. Rồi còn chị em nào yêu thích nữa thì để lại số điện thoại để em xin kết thúc livestream tại đây nha. Và chào tạm biệt các chị này, trong gặp lại các chị trong những livestream lần sau nha. Chào tất cả các chị đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở ngày hôm nay nha. Các chị vào chấm cho em một chấm này, chấm cho em một chấm để em thấy sự tương tác của các chị này. Và chị và chúng ta thấy sự tương tác của các chị nha. Và chấm cho em một chấm và ra chia sẻ giúp em đi ạ. Hôm nay bên em xả kho bán mẫu áo phao Hàn Quốc ở bên em với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các chị luôn nha. Và số lượng có hạn bán trong 10 phút đầu tiên. Các chị ra chia sẻ cho em và vào chấm cho em đi ạ. Chia sẻ cho em lên đến 300 lượt xem em sẽ bắt đầu giới thiệu nha. Rồi chào chị Quý Nguyễn này, chào chị Liên Hoàng nha. Chào chị Minh Tôn, chào chị Nhân Nguyễn, chào chị An Khánh, chào chị Lan Bùi luôn này. Mẫu này hôm nay bên em có mẫu áo phao này nha, mẫu áo phao Hàn Quốc ở bên em cực kỳ đẹp để giới thiệu đến cho các chị luôn này. Mẫu áo phao này ở bên em chất liệu phao là phao lì nha các chị em. Chất liệu phao là phao lì này, đằng trước của nó có huy hiệu rất là đẹp cho các chị luôn này. Hai bên thiết kế có túi có khóa để cho các chị để tiền để điện thoại đều rất là tiện nha. Thiết kế mũ có lông này, đội mũ này cho các chị xem nha. Các chị có thể tháo rời mũ cũng được, mẫu mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em, quá đẹp quá sang luôn này. Mức giá đang bán tại shop là 539.000, giảm tại livestream cho các chị chỉ còn 239.000 một cái nha. 239.000 một cái và áp dụng khi các chị mua hàng với mức giá này vào 10 phút đầu tiên nha. 10 phút livestream đầu tiên sẽ bán mức giá là 239.000 và có đủ size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Mẫu áo phao này là áo phao Hàn Quốc ở bên em này, có mức giá là 239.000 và bán trong vòng 10 phút livestream đầu tiên. Nên chị em nào yêu thích này nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì mình sẽ được mua cái áo mẫu áo phao Hàn Quốc này ở bên em với mức giá chỉ có 239.000. 239 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 5 lần cho em nha. 65 cân mặc vừa size 2XL cho em, 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size mặc vừa. Mẫu áo phao Hàn Quốc em sẽ có 5 tông màu để giới thiệu đến cho các chị này. 5 tông màu cho các chị lựa chọn nha. Mẫu em mặc lên đây là màu hồng Hàn Quốc, quá là trẻ trung cho các chị này. Có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu này, quá là trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu đen truyền thống cho các chị nha. Và cuối cùng đây là tông màu cam này. Comment cho em này có màu đen nha chị ơi. Comment cho em Vũ Pháp này, 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên thôi, hàng này là bên em xả kho bán mức giá ưu đãi cho các chị. Nên là hàng xả nên phải chốt nhanh chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên cho em nha. Hàng có size cho người từ 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa. Nên là các chị đây là hàng xả nên mình không không nên hỏi nhiều nha.
Không nên hỏi nhiều về size số bởi vì mai bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ để gửi hàng. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. 5 tông màu và đủ size cho các chị lựa chọn nha. Màu hồng Hàn Quốc thì năm nay rất là hot luôn rồi này. Chất liệu phao là phao lì cho các chị nha. Chất liệu phao là phao lì này. Bên trong của nó là lớp lót lụa rất là mềm mịn, hàng đủ size, đủ số cho các chị lựa chọn nha. Và có thiết kế mũ lông cho các chị tháo ra này. Tháo ra cũng được rồi, ok cho chị ạ. Chị lớp Paris này, một cái màu hồng ok chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Và chỉ trong 10 phút đầu tiên báo với mức giá là 239.000 nha. 5 tông màu đủ size đủ số này. Rồi ok chị ở đời ai ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok chị Nhàn Nguyễn, 239.000 màu hồng đã chia sẻ nhá. 239k kèm màu kèm số điện thoại và chỉ trong 10 phút đầu tiên báo với mức giá 239.000 nha. Sau 10 phút thì lại trở về với mức giá là 539.000 đang bán tại shop em nha. Màu hồng Hàn Quốc như mẫu em đang mặc này, có thêm tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu cam này, cực kỳ trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu đen, chị em nào hỏi màu đen vào đây màu đen cho em này. Và cuối cùng màu xanh rêu, bây giờ mẫu sẽ mặc màu xanh rêu lên cho các chị xem nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Mẫu áo phao Hàn Quốc này thì quá trẻ trung này. Rồi ok chị Trang Thủy, 239.000 một cái màu cam ok chị luôn nha. Rồi ok chị Lan Nguyễn, 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và chỉ trong 10 phút đầu tiên bên em báo với mức giá là 239.000. Nên chị em nào ưng mẫu này chốt nhanh chốt mẹ này. Mẫu áo phao Hàn Quốc này thì quá là đẹp luôn rồi. Chị em nào cũng có thể mặc lên được cho em nha. 10 phút đầu tiên báo mức giá 239.000. Rồi ok chị Thanh Nhàn, 239.000 một cái màu xanh rêu như mẫu này đang mặc nha. Rồi ok Thu Hằng một cái màu rêu ok này. Bích Nhàn một cái màu hồng Hàn Quốc ok 239.000. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. Rồi Phạm Loan, 239.000 màu cam này, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream 10 phút đầu tiên có mức giá ưu đãi nha. Mẫu em mặc nên đây là màu xanh rêu cho các chị thì quá là đẹp và trẻ trung luôn rồi. Thiết kế có mũ nha, thiết kế có mũ lông này, các chị có thể tháo rời luôn cho em này. Rồi ok chị Loan Trần, 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị ok nha. Liễu Nguyễn, 239.000 một cái màu đen ok này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream mới có mức giá là 239.000 và chỉ là 10 phút đầu tiên thôi. Áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. Rồi màu xanh đeo như mẫu ơi nào mặc lên có thêm màu hồng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu đen thì mặc lên cực kỳ trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ đô cho các chị này. Cực kỳ trẻ trung, thiết kế hai túi có khóa để tiền để điện thoại đều rất là tiện. Mũ có lông này có thể tháo rời luôn cho em nha. Rồi ok Xuân Vũ, 239.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok chị Liễu Nguyên, 239.000 một cái màu xanh rêu ok nụ chị luôn nha. Rồi ok chị Thanh Phục, 239.000 một cái màu cam ok này. Lưu Thị Hải Yến, 239.000 một cái màu cam ok chị luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại vào kèm chia sẻ này. Rồi ok mẫu sẽ mặc thử cái màu đen lên cho các chị xem, màu đen là cái màu truyền thống. Rồi ok Huyền Thanh, 239.000 một cái màu hồng ok này. Chị Huyền Trần đã chia sẻ vào nhanh tay vào comment đi chị ơi. Em cũng không có nhiều đâu, số lượng thì có hạn mà chỉ bán trong vòng 10 phút đầu tiên nha. Với mức giá là 239.000 và có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu thì đều có size số mặc vừa cho em này. Áo phao nha, áo phao Hàn Quốc ở bên em đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em. Rồi ok chị ạ. Cho chị Bích Lê này, 239.000 một cái màu đen của chị ok chị luôn nha. Rồi ok Trúc Hoàng, 239.000 một cái màu xanh rêu này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Thiết kế áo phao này cực kỳ trẻ trung nha. Rồi ok chị lớp Paris chị có rồi nha chị ơi. Rồi ok chị ngờ đời ở ai một cái màu hồng ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen cho các chị này. Đây chị em nào yêu cầu mặc màu đen quá là xinh luôn nha. Đứng gần này đây cho các chị ngắm này, quá là đẹp luôn này. Rồi ok chị Huyền Trần lấy màu gì đây chị ơi, quá là đẹp và xinh luôn. Quay đằng sau cho các chị xem luôn nha. Đằng trước hay đằng sau thì đều đẹp, đều xinh. Mũ này các chị đội lên hoặc là tháo ra luôn nha. Tháo ra dùm em này, quá là đẹp luôn nha. Màu đen như mẫu em đang mặc lại có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ đô thì cực kỳ trẻ trung này. Có thêm tông màu hồng cho các chị này. Và cuối cùng đây là tông màu xanh rêu nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Bên trong của nó lớp nó nụa mềm mịn này. Bên ngoài là phao lì nha các chị em, rất là đẹp luôn. Rồi chị Trung Nguyệt lấy màu hồng để lại số điện thoại này. Dáng dài chị nhắn tin về shop cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em báo với mức giá ưu đãi nha. Rồi ok chị Huyền Trần một cái màu rêu này, 239k
kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Rồi ok, chị Lưu Ly 239.000 một cái màu cam này. À, Oanh Thùy Trương 239.000 một cái màu hồng này. Rồi ok, chị Lý Nguyễn 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi chị ok, chị Xuân Vũ này cho thêm một cái màu rêu ok chị luôn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Bây giờ mẫu em sẽ thử sang cái tông màu cam cho các chị xem, thử full màu cho các chị lựa chọn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, chất liệu phao nhăn năm nay thì rất là hot cho các chị luôn này. Có đủ size cho người từ 40 đến 65 cân quay đầu nha chị ơi. Rồi ok cho chị Nại Thanh Nhàn 239.000 một cái màu đen của chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi ok đó, chị Ngư Lang 239.000 một cái màu xanh rêu ok nhá. Rồi chị Xuân Vũ lấy 239.000 màu rêu để lại số điện thoại này. Chị Trung Vũ lấy màu rêu để lại số điện thoại nhanh đi chị ơi. Chỉ 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá 239.000 thôi ạ. Rồi ok, chị Thu Hà Hoài Nam 239.000 màu đen của chị ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Rồi ok, Hoài Niệm 239.000 một cái màu cam của chị quá đẹp luôn nha. Chất liệu phao nhăn này, 10 phút đầu tiên chốt mức giá 239.000. Lưu ý là phải chia sẻ cho em đủ 5 lần mà các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Mẫu em mặc lên đây là tông màu cam cho các chị, mặc lên quá là nổi và trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cho các chị lựa chọn nha. Tông màu xanh rêu này, có thêm tông màu hồng Hàn Quốc này, tông màu hồng Hàn Quốc nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị và cuối cùng là tông màu đen này. Giá đang bán tại shop là 539.000 giảm tại livestream cho các chị chỉ còn 239.000 một cái nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình đã được lên đơn hàng thành công này. Rồi chị Ngọc Lê, Ngọc Thị Ngọc đã chia sẻ thì ra nhanh tay comment này. Rồi ok, lên đơn cho chị Xuân Vũ, lên đơn cho chị Trung Vũ nha. Chia sẻ thì nhanh tay vào comment đặt hàng đi ạ, bởi vì chỉ có 10 cái 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá là 239.000 nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu cam nha, chị mặc lên thì cực kỳ trẻ trung này. Màu đen đây truyền thống đây, chị em nào lựa chọn nhanh tay cho em nha. Rồi ok, màu xanh rêu này, có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc nha. Và cuối cùng là tông màu đỏ đô này. Rồi ok cho chị gió mùa này 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok chị luôn này. Rồi ok cho chị Nguyễn Nhãn nha, 239.000 một cái màu đỏ đô này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chị Ngọc Lê thì Ngọc lấy màu đen để lại số điện thoại cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên nha. Quá là rẻ và đẹp luôn. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em nha. Tháo rời có khóa tháo rời này. Các chị mặc theo hai kiểu luôn cho em, mặc kiểu nào cũng được, rất là xinh luôn. Rồi ok chị Thiên Thần 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. Trai Thành Nam 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, Phục Nguyễn 239.000 một cái màu đỏ đô của chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Bây giờ mẫu sẽ mặc lên cái tông màu đỏ đô để cho các chị xem nha. Cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn, chất liệu là phao lì này. Chất liệu là phao lì nha, bên trong một lớp lót lụa mềm mịn cho các chị. Thiết kế có mũ lông cho các chị đội lên cực kỳ đẹp luôn. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. Rồi ok cho chị Thanh Nhàn nha, 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn này. Rồi ok cho chị Phụng Nguyễn 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chất liệu là lụa nha, rất là mềm mịn, hàng có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 7 đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Rồi ok cho chị Bé Còi Hóm Hình 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. Rồi ok cho chị Ngư Vũ Kim 239.000 một cái màu đen ok chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi mẫu mặc bằng màu đỏ đô lên cho các chị này, quá là đẹp và trẻ trung luôn này. Màu đỏ đô nha, có thêm màu xanh rêu cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc nha. Có thêm màu đen này cực kỳ xinh cho các chị lựa chọn luôn. Và có thêm tông màu cam nữa nha. Lớp nó lụa này rất là mềm mịn này các chị nhìn này. Rồi ok cho chị Thảo Ngọc 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị nha. Rồi ok, Nghĩa Nguyễn 239.000 một cái màu xanh rêu ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá là 239.000 nha.
và phải chia sẻ cho em thì đơn hàng đấy của mình mới được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok Nguyệt Vũ, 239.000 một cái, màu cam ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Phụng Hiệp, 239.000 một cái màu cam của chị ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Đằng trước có hy hiệu mặc lên rất là trẻ trung này. Thiết kế túi có khóa ở hai bên để tiền để điện thoại cho em nha. Rồi mẫu em mặc lên đấy là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu cam, màu hồng Hàn Quốc này, màu rêu và màu đen cho các chị nha. Rồi ok cho chị Khải Hoàn, 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhé. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Đủ size, đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Rồi ok Lê Ngọc Ánh, 239.000 một cái màu cam của chị ok này. Rồi ok Tú Nguyên, 239.000 một cái màu đỏ đô nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái màu đen này cho các chị xem này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi chị Hoàng Hương để lại số điện thoại cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Phùng Xuân, 239.000 một cái màu cam của chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi Nguyệt Moon, 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại cho em và giá chia sẻ nhanh tay giúp em này. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Rồi ok chị Hồng Thúy, 239.000 một cái màu đen luôn này. Rồi ok Xuân Quỳnh, 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công luôn này. Rồi ok Thuận Nguyễn, 239.000 một cái màu cam ok chị nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em luôn nha. Rồi ok chị Thế Hoàng, 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Rồi mẫu em đang mặc lên đấy là tông màu đen cho các chị này. Chị em nào ngắm màu đen thì vào đây ngắm luôn cho em cái màu đen nha. Có thêm tông màu đỏ đô cực kỳ trẻ trung cho các chị lựa chọn luôn nha. Có thêm tông màu đỏ đô này. Rồi ok chị Đỗ Hàng, 239.000 một cái màu cam của chị ok này. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em bán xả hàng với mức giá là 239.000 nha. Rồi ok chị Vân Tông Teo, 239.000 màu cam ok này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị mặc lên thì cực kỳ trẻ trung luôn rồi. Màu nào mặc lên cũng đẹp, đẹp và xinh luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu rêu cho các chị lựa chọn này. Quá là xinh nha. Và cuối cùng đây là tông màu cam nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chị Ngư Vũ Kim có đơn hàng màu đen rồi ok chị rồi nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá là 239.000 ở bên em. 10 phút đầu tiên nha. Có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size cho em này. Màu đen này, màu hồng này, màu cam, màu xanh rêu và có thêm màu đỏ cho các chị nha. Rồi ok cho chị Quế Hoàng, 239.000 một cái màu đen của chị ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Chia sẻ để đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Rồi ok cho chị Vũ Quý, 239.000 một cái màu đen của chị ok này. Bùi Thảo, 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần cho em này. 10 phút đầu tiên bán xả mẫu áo phao Hàn Quốc này ở bên em với mức giá chỉ có 239.000 cho các chị nha. Rồi ok Huyền Lazy, 239.000 một cái màu xanh rêu của chị. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang lại cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đi ạ. Rồi chị ơi, 239.000 nha. Bán trong 10 phút đầu tiên nên mình lấy thì chốt nhanh chốt lẻ tại livestream này cho em này. 10 phút đầu tiên áp dụng cho những chị em nào chia sẻ nhanh tay nhất nha. Rồi ok chị Thái Du Di, 239.000 một cái màu hồng ok luôn này. Thế Trần, 239.000 một cái màu đen ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại. Chị Phóng Hà lấy màu cam để lại số điện thoại cho em nha. Rồi ok Luyến Hoàng, 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị, quá đẹp luôn. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa luôn cho em nha. Rồi Nguyệt Moon, 239.000 một cái màu xanh rêu ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2-3 lần cho em này. Đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân quay đầu nha. Rồi ok Kim Thu, 239.000 màu đen 65 cân mặc size 2XL này. Rồi chị Vân Tăng Teo ok đã chia sẻ 10 hội nhóm, cảm ơn chị nha. Rồi ok chị Thành Đạt, 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc cho em nha. Màu hồng Hàn Quốc thì lúc nào năm nay nó rất là hot luôn này.
Rồi ok chị Tuệ Tâm 239.000 một cái màu đen của chị lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok cho chị Phục Hoàng 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok nha. Chốt nhanh chốt lại tại livestream này mới có đơn hàng ạ. Sau livestream này lại trở với mức giá là 539.000 ở bên em. Rồi ok Thoa Nguyễn một cái màu đen 239.000 lên đơn hàng cho chị này. Có màu hồng Hàn Quốc như mẫu em đang mặc nha. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị lựa chọn quá là xinh luôn này, màu đen truyền thống rồi thì rất là dễ mặc luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ đô này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cho các chị lựa chọn luôn, cực kỳ xinh. Và cuối cùng đây là tông màu cam nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên chốt với mức giá ưu đãi như vậy nha. Nên là các chị phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng này. Rồi ok chị Phóng Hà 50 cân màu vừa xanh mờ cho em nha. Có đủ size cho các chị em từ 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa, có size S, M, L, XL, 2XL tương ứng với các size của chị. Nên là các chị chỉ cần quan tâm xem là số điện thoại mình đã cho đúng hay chưa. Để mai bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok chị Hoàng Hương 239.000 cái màu hồng ok lên là hàng thành công của chị này. Chốt nhanh chốt lại tại livestream thì mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. Đấy màu hồng Hàn Quốc các chị em nào lấy thì vào ngắm nhanh cho em này. Rồi ok chị Tống Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô của chị ok chị nhân nha. Rồi ok chị Thanh Bạch 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi chị Mai Lê lấy màu gì để lại màu cho em ra chia sẻ nhanh tay cho em này. Phải chia sẻ đủ 10 lần trở lên thì đơn hàng, 5 lần trở lên thì đơn hàng mình của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi mẫu em mặc lên đấy là tông màu hồng Hàn Quốc cho các chị lựa chọn này. Quá là xinh và sang luôn nha. Màu hồng Hàn Quốc thì năm nay cực kỳ hot luôn này và phao này là phao nhăn nha. Rồi ok chị Phan Quỳnh 239.000 một cái màu đen ok lên đơn hàng thành công của chị này. Bùi Thủy 239.000 một cái màu hồng ok chị luôn nha. Tuấn Lê 239.000 một cái màu đỏ lô ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok chị Giang Nguyễn 239.000 màu hồng Hàn Quốc ok chị này. Quá đẹp, quá sang, quá xinh và trẻ trung luôn nha. Rồi ok chị Mai Lê lấy màu gì thì comment màu cho em nha chị ơi. Rồi ok Hữu Khởi 239.000 một cái màu đen của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Thoa Nguyễn một cái màu đen 239.000 ra chia sẻ cho em này. Chị Lệ Quyên một cái màu xanh rêu ok ra chia sẻ luôn nha chị ơi. Rồi Mai Lê một cái màu hồng ok luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy. Phao này chất liệu phao nhăn này cực kỳ mềm mịn cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Tăng Thắng một cái màu đỏ đô ok lên đơn hàng cho chị này. 10 phút đầu tiên em báo với mức giá là 239.000. Cho chị em nào nhanh tay nhất ra chia sẻ cho em đủ 5 lần ở các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Và bên em sẽ có hệ thống này check xem chị em nào đã chia sẻ hay chưa thì đơn hàng đấy mới được lên đơn hàng thành công. Chị nghĩ không, 59 cân mặc size XL cho em, 40 cân đến 65 cân đều có size số nha. Đều có size số phù hợp mặc vừa với mình này. Rồi ok chị Quách Hoàng 239.000 một cái màu đen của chị ok. 239k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Phương Thảo 239.000 một cái màu hồng ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần cho em nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu xanh rêu lên nha. Phao dài chị nhắn tin về shop cho em nha chị ơi. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu xanh rêu này cho các chị xem này. Cái màu không bao giờ hết hot luôn nha. Rồi ok mẫu mặc thử màu xanh rêu lên đây chị ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em nha. Em chỉ chốt trong 10 phút đầu tiên mới có mức giá là 239.000 nha. Rất là đẹp luôn, cái màu xanh rêu thì không bao giờ lỗi mốt luôn rồi. Có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam này. Và cuối cùng đây là tông màu đen cho các chị lựa chọn này. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh. Phao Hàn Quốc này các chị mặc lên quá là nổi luôn nha. 10 phút đầu tiên báo với mức giá là 239.000. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số màu vừa nha. Rồi ok chị Quân Lê 239.000 một cái màu rêu ok chị luôn này. Rồi ok Thạch Thành 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok luôn nha. Rồi ok chị Tuệ Tính này 239.000 một cái màu hồng ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại vào kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Và chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em này. Rồi ok chị Quế Hoàng một cái màu đen ok chị nha. Quá là đẹp luôn. Rồi ok chị Nghĩ Không một cái màu xanh rêu ok chị luôn này. Màu nào cũng có, màu nào cũng đẹp này. Có màu xanh rêu thì là cái màu không bao giờ nổi mốt. Có thêm cái màu hồng Hàn Quốc thì quá là xinh luôn cho các chị rồi này. Có thêm tông màu đỏ đô nha, mặc lên cực kỳ sang này. Có thêm tông màu này là tông màu cam trẻ trung và cuối cùng là tông màu đen truyền thống cho các chị lựa chọn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Lưu Bùi 239.000 một cái màu xanh rêu ok này. Nguyễn Cương lấy màu xanh rêu để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Và ra chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ là đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này.
Rồi ok, chị Đặng Hưởng 239.000 một cái màu cam, ok này. Rồi chị Nguyễn Huyền lấy màu cam để lại số điện thoại cho em đi ạ. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em 2 tới 3 lần. Là 5 lần trở lên đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, Giang Nguyễn màu rêu 239.000 ok chị nha. Đằng trước của nó có huy hiệu này quá là đẹp luôn, thiết kế túi hai bên để tiền để điện thoại tránh việc rơi rớt cho em này. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok, Quách Duẩn 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Rồi Tống Hoàng 239.000 một cái màu đen ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại. Rồi lên đơn là chị Nguyễn Cương này một cái màu xanh rêu nha. 239.000 ok này. Rồi ok chị Mẫn Mẫn 239.000 một cái màu đỏ đô của chị nha. 57 cân mặc size XL cho em này. Comment đúng cú pháp cho em là 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Em chỉ có 10 phút đầu tiên báo với mức giá là 239.000 thôi. Nên chị em nào chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy này. Chị em nào lấy màu nào thì chốt nhanh chốt lẹ nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái tông màu cam này cho các chị xem này, thử phun màu cho các chị ngắm luôn. Màu nào mặc nên cũng rất là nổi và sang cho các chị luôn nha. Rồi ok, Hằng Hoàng 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. Tế Lan 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. Rồi ok chị gái xứ Huế 239.000 một cái màu đỏ đô của chị ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần trở lên và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha các chị em. Ra chia sẻ nhanh tay cho em nha. Rồi bây giờ mẫu em sẽ mặc lên cái màu cam này cho các chị xem này. Màu nào mặc lên cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là trẻ trung. Mẫu áo phao Hàn Quốc hôm nay bên em xả với bán với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Rồi ok chị Đỗ Hằng một cái màu xanh rêu size 2XL ok này. Chị bà mẹ Thông Thái 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai cho em về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, Diệu Phụng Vịu 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. Lên đơn hàng cho chị luôn nha, quá xinh luôn. Đây cái màu cam mũ em đang mặc lên cho các chị cực kỳ trẻ trung này. Đằng trước có thêm huy hiệu nha, mũ này đội lên cho các chị ngắm này. Đội cũng được mà các chị tháo rời ra cũng được luôn cho em. Quá là xinh luôn nha. Mặc lên vừa nhẹ này, vừa ấm, giữ ấm cho mình nha. Đấy, đi trời mưa gió hay là mưa gió lạnh này, chúng ta đội mũ này như thế này thì quá là ấm luôn rồi. Rồi ok, Nguyễn Huyền này 65 cân mặc size 2XL cho em nha. Chị để lại số điện thoại cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên về tường trang cá nhân của mình hoặc các hội nhóm công khai. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem lượt chia sẻ của mình đã nhiều hay chưa này. Và có rất là nhiều chị đang đặt hàng cho mẫu này ở bên em mà em không thể đọc tên tất cả các chị lên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, Phạm Quang Trường 239.000 màu đen 60 cân mặc size XL. Phương Thảo 239.000 màu hồng Hàn Quốc ok, lên đơn hàng cho chị. Quá đẹp luôn này. 239.000 màu cam này, có thêm 239.000 màu rêu này, có thêm 239.000 màu đen, quá sang quá xinh nha. Có thêm 239.000 màu hồng này và có thêm 239.000 màu đỏ đô. Rồi ok chị, sau tất cả 239.000 rêu và cam ok chị, 239.000 cho các chị rồi nha. Lưu ý là ra chia sẻ nhanh tay cho em thì đơn hàng được lên đơn hàng thành công. Bây giờ em sẽ ra kiểm tra lại xem lượt chia sẻ của mỗi chị đã đủ trên 5 lần chưa. Rồi ok chị Lệ Quyên 239.000 màu rêu ok luôn nha. Rồi ok chị qua đêm nay 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok chị này. Quá rẻ quá đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc luôn nha. Hôm nay bên em xả báo với mức giá ưu đãi cho các chị thôi, nó cũng về số lượng có hạn thôi nha. Mẫu áo phao Hàn Quốc chất liệu phao nhăn này, bên trong là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị, đủ size đủ số cho các chị lựa chọn nha. Chị em nào lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này, không miễn phí ship nha chị ơi. Em ship một cái hay 10 cái cũng là 30.000 tiền ship. Rồi ok, Quân Hoàng 239.000 một cái nha. Chị Thanh Thanh Vân ơi, 67 cân thì chị phải cao ở trên 1m6, 1m65 thì mới mặc vừa nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Đủ size đủ số, 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa nha. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công này. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống nha. Em đã lên đơn hàng từ nãy giờ đã rất là nhiều đơn hàng rồi mà em thấy lượt chia sẻ còn rất là ít. Nên là các chị phải nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok, chị Nguyệt Quế 239.000 một cái màu cam của chị. Bây giờ mẫu mặc lại màu đen này cho các chị xem nha. Mặc lại cái màu đen truyền thống này cho các chị xem này, cực kỳ tôn dáng và mặc lên thì lúc nào chị em nào trẻ trung cũng mặc được, chị em nào có tuổi cũng mặc được cái tông màu đen cho em nha. Đây phao nhan này các chị em nhìn cái phao của nó này quá là đẹp luôn nha. Rồi ok chị ạ.
Quận Nguyễn 239.000 một cái màu rêu ok này. Rồi ok, Huế Hoàng 239.000 một cái màu đen ok nhá. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần trở lên và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Rồi ok, chị Phố vắng 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. Quá là đẹp và trẻ trung luôn, không lấy được cái mẫu thiết kế này của bên em ngày hôm nay thì rất là tiếc luôn nhá. Rồi ok, Phương Trần 239.000 một cái màu đen của chị ok này. Cái màu đen truyền thống này thì quá là đẹp luôn rồi, chị em nào cũng có thể mặc lên cho em nha. Đấy, mẫu áo phao này mặc lên ôm một người rất là trẻ trung này. Rồi ok, chị phấn cho chị phấn hoa 239.000 một cái màu rêu của chị ok nha. 239.000 màu đen này, có thêm 239.000 một cái màu hồng nha. Có thêm 239.000 một cái màu đỏ đô này. 239.000 một cái màu xanh rêu và 239.000 một cái màu cam. Đây cho các chị xem lớp lụa bên trong của nó này. Rất là mềm mịn luôn, các chị quay máy giặt thoải mái luôn cho em với cái chất liệu này nha. Rồi ok cho chị chị Nguyễn Huyền lấy màu gì nào? Chị Nguyễn Huyền lấy màu gì? Rồi ok, chị Nguyễn Huyền lấy màu cam ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi ok cho chị Phương Nhi là 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn, quá đẹp luôn nha. Rồi ok cho chị Phúc Hậu 239.000 một cái màu xanh rêu 57 cân mặc size XL cho em. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Rồi ok cho chị Quần Thể 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này, rất là đẹp luôn, không lấy được cái mẫu này của bên em ngày hôm nay thì rất là tiếc luôn nha. Và em chỉ còn vài phút nữa bán với mức giá là 239.000 thôi. Còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ cho em này, mũ lông các chị tháo rồi luôn cho em được nha. Rồi ok chị Trần Duẩn này 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Đủ size đủ số 40 cân đến 75 cân đều có size số mà vừa. Chia sẻ cho em 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok, Phạm Hồng Phượng 239.000 một cái màu xanh rêu của chị nha. 62 cân mặc size 2XL cho em này. Rồi ok cho chị Hiêm Nhi 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. Rồi chị Trọng Đặng Trọng Hồng này, chị lấy màu gì đấy chị ơi? Rồi bây giờ mẫu sẽ mặc sang cái tông màu đỏ đô cho các chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Màu đen quá là đẹp luôn, ai lựa chọn màu đen chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Em cũng chỉ có mấy đơn hàng nhận trong vòng mấy phút nữa thôi nha. Mấy phút nữa thôi với mức giá 239.000. Sau livestream này thì em lại trở về với mức giá là 539.000 ở bên em, quá đẹp quá xinh cho các chị này. Rồi ok cho chị Hoàng Thị Mỹ Hạnh 239.000 một cái màu đen ok chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size số bằng vừa này. Rồi ok, Đinh Quang Sáng nha, 239.000 một cái màu đỏ đô lên đơn hàng thành công cho chị luôn này. Rồi ok, Hữu Khởi 239.000 một cái màu đen ok này. 239.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa nha. Rồi chị Nguyễn Huyền màu cam 65 cân mặc size 2XL ok lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok chị Đặng Trọng Hồng ơi, chị lấy màu gì thì comment cho em. 239k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Lê Minh Đức này 239.000 một cái màu hồng ok chị nha. Rồi ok, Thủy Nguyễn Thị 239.000 một cái màu đen lên đơn hàng cho chị này. Rất là nhiều đơn hàng đã được lên đơn hàng thành công mà em thấy lượt chia sẻ còn rất là ít thì các chị nhanh tay ra chia sẻ cho em, mỗi người chia sẻ cho em 5 tới 7 lần với các hội nhóm công khai nha. Rồi ok cho chị Phượng Đoàn 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Màu đỏ đô mặc lên thì quá đẹp luôn rồi, cái màu đỏ đô này nha. Rồi ok, Hoa Gió 239.000 một cái màu hồng lên đơn hàng cho chị này. Màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha, có thêm màu đen này, có thêm màu đen mẫu cầm này, có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị mặc lên thì cực kỳ trẻ trung luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị lựa chọn này, và cuối cùng đây là tông màu rêu nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok, Nguyễn Nga 239.000 một cái màu xanh rêu của chị nên đơn hàng thành công của chị luôn nha. Ngọc Lan 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên bán với mức giá là 239.000 thôi. Đây là áo phao Hàn Quốc ở bên em, quá là đẹp, chất liệu này là phao nhăn nha. Rồi chị ơi mặc được nha, chị ơi cái này chị em nào cao chị em nào thấp đều để mặc được cái dáng ngắn này cho em này, quá là dễ mặc luôn nha. Áo phao thì không kén người mặc đâu chị ạ. Rồi ok, Lê Hồng Phượng 239.000 một cái màu màu xanh rêu ok nha, không có áo lam đâu ạ.
239 ta kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Rồi ok, Trần Hạnh 239.000 một cái màu cam, ok lên đơn hàng cho chị này. 239 ta kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em này. Thiết kế như thế này, các chị nào chị em có chiều cao khiêm tốn nên chị em nào có chiều cao trên 1m7 chúng ta đều mặc được, bởi vì mẫu em đã cao ở trên 1m68 rồi nha. Rồi ok, Loan Hoàng 239.000 một cái màu đen này. Đoàn Nguyệt 239.000 một cái màu rêu, ok chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Chất liệu là chất liệu phao nhăn, bên trong là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị và có đủ size cho người từ 40 cân đến 65 67 cân thì có size mà vừa luôn nha. Rồi Đặng Trọng Hồng ơi, chị ơi, không có của nam đâu nha. Rồi ok, Nguyễn Nguyện này màu xanh rêu 239.000, ok này. Phương Nguyễn màu đen và màu đỏ size M, ok luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ, em chỉ có mấy đơn hàng nhận với mức giá 239.000 thôi. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá ưu đãi và lưu ý ra chia sẻ cho em này. Rồi ok, chị Loan Hoàng đổi sang màu đen đến màu rêu, ok nha. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem lượt chia sẻ của chị em nào đã chia sẻ cho em hay chưa này. Kiểm tra luôn và ngay nha. Rồi 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em này. Rồi ok, chị Quân Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô, ok nha. Rồi ok, cho chị Lý Nguyễn 239.000 một cái màu đen này. Rồi Lợi Ta 239.000 một cái màu đen, ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ đi em, chỉ còn vài đơn hàng nữa thôi, không còn nhiều nha. Lưu ý là trong 10 phút đầu tiên chốt với 239.000 và sau livestream này thì khóa livestream trở về mức giá là 539.000 ở bên em nha. Quá đẹp cho một cái mẫu áo phao Hàn Quốc như thế này đấy ạ. Rồi bây giờ mẫu em này thử lại cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị xem này. Màu nào mặc lên cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là xinh và trẻ trung cho các chị luôn nha. Lưu ý là ra chia sẻ nhanh tay cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Chất liệu phao lì này thì các chị mặc lên cực kỳ đẹp này. Năm nay phao lì rất là chuộng luôn nha các chị em. Mũ của nó là mũ có lông, các chị có thể tháo rời luôn cho em. Bên trong lớp nó lụa mềm mịn, thiết kế túi ở hai bên để có khóa, để tiền, để điện thoại và rất là cách điệu cho mẫu áo nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 và em cũng chỉ còn mấy đơn hàng nhận với mức giá 239.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok, chị Bumcha 239.000 một cái màu hồng, ok nha. Rồi Thu Phương Mocha 239.000 một cái màu đen, ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại màu hồng Hàn Quốc. Mẫu nào mặc lên cho các chị đây quá xinh này. Cái màu hồng Hàn Quốc năm nay rất là được ưa chuộng luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cực kỳ đẹp luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị và cuối cùng là tông màu đỏ đô này. 5 tông màu đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa luôn cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh, bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị luôn nha. Rồi chị Phạm Quang Trường ơi, chị lấy gì đấy ạ? Nào chị em nào lấy thì comment luôn cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size, tư vấn màu, xin địa chỉ cho các chị nha. Rồi ok, Liễu Đinh 239.000 đỏ đô 45 cân mặc vừa size S này. Rồi ok, chị Loan Hoàng 44 cân mặc vừa size S cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 đấy ạ. Rồi ok chị Phương Nguyễn nha, 239.000 một cái màu đỏ đô, ok này. Rồi ok, chị Lý Hoàng Hoàng 239.000 một cái màu cam, ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai cho em này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, Phương Bùi 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc, ok này. Màu hồng Hàn Quốc thì quá đẹp, quá sang, quá xinh rồi. Mặc nên vừa nổi, vừa trắng da, vừa sang cho các chị nha. Rồi ok, chị Thế Tử 239.000 một cái màu đỏ đô, ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Bao giá bao đẹp, bao sang bao xinh cho các chị luôn này. Rồi ok, Loan Trang 239.000 một cái màu cam nha. Rất là đẹp luôn đấy các chị em ạ. Hàng đủ size đủ số, các chị mặc với này một set váy này, set đồ bộ cho em thì đều đẹp luôn ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thị Trúc 239.000 một cái màu đen này. Rồi em cũng chỉ nhận mấy đơn hàng với mức giá là 239.000 nữa thôi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Huyền Nhi nha, 239.000 một cái màu hồng, ok này. Rồi ok, Son Nguyễn một cái màu đỏ đô lên đơn hàng thành công của chị luôn nha. Ra chia sẻ nhanh tay cho em đi, em đang kiểm tra lượt chia sẻ đây mà em thấy còn rất là ít lượt chia sẻ. Là các chị chưa hề chia sẻ cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Chia sẻ 2-3 lần với các hội nhóm công khai chia sẻ
sẻ về tường cho cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, chị Quý Tộc 239.000 một cái màu cam của chị ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, chị Lưu Nguyễn 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị ok này. Lê Hải Yến 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream còn mấy đơn hàng cuối cùng với mức giá là 239.000 thôi. Hàng xả rồi nên là các chị không lên chần chừ nha. Chần chừ lâu là sẽ hết hàng đấy ạ. Quá đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc luôn này. Rồi ok, chị Mai một mẫu 239.000 một cái màu đen ok chị luôn nha. Rồi chị Nguyễn Huyền này, ok chị nha, mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn và xin địa chỉ của chị ạ. Quá là đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi ok cho chị Phụng Phượng này, 239.000 một cái màu rêu ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 ạ. Đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có, 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Cực kỳ trẻ trung này. Rồi ok, Hoàng Thị Thắm 239.000 một cái màu cam nên đơn hàng thành công của chị này. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh cho em, chốt lẹ cho em nào. Rồi ok, chị Ngọ Nhung 239.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trao cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 239.000 thôi nha. Quá là đẹp luôn, ra chia sẻ đi ạ. Em đang kiểm tra lượt chia sẻ đây mà em thấy chưa? Các chị chia sẻ rất là ít này, chia sẻ rất là ít nha. Đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân nha. Từ 40 cân đến 65 cân quay đầu là đều có size số mặc vừa và phải chia sẻ cho em này. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Quá rẻ quá đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc này. Rồi ok, chị Tư Hip 239.000 một cái màu đen. Bây giờ mẫu thử sang cái màu đen cho các chị xem nha. Thử sang tông màu đen cho các chị lựa chọn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, còn mấy đơn hàng cuối cùng em chốt với mức giá 239.000 thôi. Nên là chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, chị Lan Anh 239.000 một cái màu hồng lên đơn hàng cho chị nha. Rồi ok, Tố Uyên 239.000 một cái màu, Tố Uyên 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Phượng Lưu Ly 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai cho em này. Rồi ok, chị Theo Thân Thiện 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. Rồi chị Vũ Lan 65 cân mặc size 2XL cho em này. Rồi chị Son Nguyễn có đơn hàng 239.000 màu đỏ đô của chị đâu nha. Chốt nhanh chốt lẹ cho em mỗi năm mặc thử lại cái màu đen này, mặc thử lại cái màu đen truyền thống này cho các chị nha. Nào em cũng chỉ có mấy đơn hàng chốt với giá là 239.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok, chị Vũ là nó 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. Rồi Nguyễn Duyên 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. Quá rẻ quá đẹp, bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Rồi ok chị Thanh Tường 239.000 một cái màu đen ok chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Và em cũng chỉ có mấy đơn hàng nhận với mức giá là 239.000 thôi ạ. Rồi chị Vũ Lan em một cái lấy màu gì comment cho em. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Quân Nguyễn 239.000 một cái màu đen của chị ok này. Màu đen mẫu em mặc lên quá là trẻ trung này. Có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam, quá là xinh luôn này. Có thêm tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn. Và cuối cùng đây là tông màu rêu nha. Nào em chỉ có mấy đơn hàng với mức giá là 239.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ với mẫu áo phò Hàn Quốc này cho em này. Quá là đẹp luôn nha. Nó này các chị có thể tháo rời nha chị ơi. Đây các chị có thể tháo rời luôn cho em, có khóa ở đây này. Đấy tháo rồi luôn cho em cũng được, đội lên cũng được nha. Mặc kiểu gì cũng có thể được luôn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, nhận 3 đơn hàng cuối cùng nữa để bên em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nào. Kết thúc livestream trở về với mức giá là 539.000 ở bên em. Lưu ý còn chị em nào quên chưa chia sẻ, dân nhanh tay ra chia sẻ cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. Lưu ý là phải chia sẻ thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Thế Việt 239.000 một cái màu đen của chị này. Vũ Lan 239.000 một cái màu rêu ok chị luôn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh luôn nha. Rồi ok Nguyễn Hà Sơn 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok luôn nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em.
Rồi ok chị nhờ, nhóc cứng đầu 239.000 cái hồng Hàn Quốc cho chị ok này. Chị Vũ Lan đã có đơn hàng rồi nha chị ơi, chốt nhanh chốt lẹ đi em, chỉ có mấy đơn hàng nữa thôi. Và phải chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường nha chị này. Rồi ok chị Đặng Mạnh 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị nhá. Trần Hoàng 239.000 một cái màu cam ok này. Chị Vũ Lan chị đã nhận được điện thoại ở bên em chưa, buổi chiều vừa gọi là bên em đã đi đơn hàng đấy rồi nha chị ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại Lê. Rồi ok chị Lê Hoàng Khánh 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi ok Nguyễn Quang Sáng 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ có mấy đơn hàng cuối cùng em chốt với mức giá 239.000 này. Rồi ok chị Thanh Thư 239.000 một cái màu đỏ đô ok, lên đơn hàng thành công chị Thanh Thư này. Rồi ok Quế Võ 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ giúp em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi ok Loan Trần 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị luôn này. Rồi ok Trần Hạnh 239.000 một cái màu màu cam nha ok nha. Đúng rồi nha chị ơi. Rồi chị Lương Hà 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. Còn chị em là lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nhá. Mức giá thì quá là ưu đãi rồi, vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh, bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Phụng Hoàng 239.000 một cái màu đỏ đô ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần. Ok Diệp Thảo Chi 239.000 một cái màu đỏ đô nha. 57 cân mặc size XL cho em này. Rồi ok chị Phượng Hoàng Thị 239.000 một cái màu xanh rêu ok này, rất là đẹp luôn, màu nào mặc lên cũng nổi, màu nào mặc lên cũng rất là đẹp và sang cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Quân Nguyễn 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại, em thấy chị Lê sang nha. Bây giờ mẫu mặc thử lại màu xanh rêu một lần nữa rồi bên em kết thúc livestream nha. Bây giờ mẫu mặc thử lại cái màu xanh rêu này một lần nữa rồi bên em sẽ kết thúc livestream này. Còn chị em nào ưng mẫu này với mức giá 239.000 nữa chốt nhanh chốt lẹ cho em để em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. Rồi ok chị Phượng, chị Phượng Liên 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị này. Rồi ok chị Tam Trần 239.000 một cái màu đỏ đô ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Em sẽ kiểm tra luôn một lần nữa xem được chia sẻ đã được chưa để bên em chuẩn bị kết thúc livestream đấy ạ. Có rất là nhiều chị chưa hề chia sẻ nha. Khi bên em kết thúc livestream là không còn giá ưu đãi đâu rồi. Chị Thảo Dược chữa bệnh lấy màu đen để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em đi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại nha. Chị Phạm Quang Trưởng 61 cân mặc size 2XL để lại số điện thoại đi chị Phạm Quang Trưởng ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 239.000 nha. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại cho hệ thống này cho em này. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh, bao giá bao chất toàn thị trường này cho các chị nha. Rồi ok chị Phương Hoàng 239.000 một cái màu đen ok này. Rồi em thấy các chị đang chia sẻ đâu nha. Những chị em nào quên chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em này. Màu xanh rêu mẫu em này mặc lên này, có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Có thêm tông màu hồng Hàn Quốc này, màu hồng Hàn Quốc thì quá là nổi luôn rồi. Cái màu này thì đang rất là thịnh ở trên thị trường luôn nha. Có thêm tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này, có thêm tông màu đỏ đô nha. Rồi ok chị Thủy Nguyễn 239.000 màu đỏ này. Chốt nhanh chốt lẹ đi em, chỉ còn vài đơn hàng nữa thôi nha. Chỉ có mấy đơn hàng chốt với mức giá 239.000 thôi. Rồi ok chị Thảo Dược chữa bệnh này 239.000 nên đơn hàng cho chị này, em chỉ chốt vài đơn nữa là em kết thúc livestream rồi. Nên còn chị em nào yêu thích mẫu này thì chốt nhanh chốt lẹ tại cái livestream này cho em này. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị luôn nha. Quá là đẹp luôn đấy, cái màu xanh rêu mẫu em nào mặc lên. Rồi ok chị Hiên Hồng đã chia sẻ thì nhanh tay vào comment đặt hàng đi chị ơi. Em chỉ có 1-2 phút nữa thôi, em báo với mức giá 239.000 không, mình đã chia sẻ rồi mà không có hàng thì cực kỳ tiếc luôn này. Đây màu đen đây. Đấy cái màu đen truyền thống cho các chị này, áo phao Hàn Quốc nha. Chất liệu phao là phao nhăn, bên trong của nó là lớp nó lụa mềm mịn như các chị nha, mũ có lông này, mũ có lông cho các chị đội lên, các chị có thể tháo rời mặc theo hai kiểu bẻ cổ hoặc đội mũ cho em nha, cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn. Chốt nhanh chốt lẹ, em còn mấy đơn hàng nữa nào, bán với mức giá 239.000 cho các chị nữa thôi nha. Vừa rẻ vừa đẹp này. Rồi ok chị Loan Nguyễn 239.000 màu đen ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi ok chị Hồng Đào 239.000 một cái màu rêu ok nha. Rồi ok Luận Nguyễn 239.000 một cái màu đen ok luôn này. Thanh Trần 239.000 một cái màu đỏ đô ok luôn nha.
239.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai nha. Rồi ok, chị Hiên Hồng một cái màu xanh ok này. Nào còn chị em nào yêu thích nữa chốt nhanh chốt lẹ để bên em chuẩn bị kết thúc livestream này. Rồi ok, Quế Hoàng Thị 239.000 một cái màu hồng ok nha. Rồi ok, chị Phượng Hoàng Lửa 239.000 một cái màu Phượng Hoàng Lửa 239.000 một cái màu hồng này ok chị này. Chị ok, chị chữa bệnh thảo dược chuyển sang màu hồng Hàn Quốc ok nha. Rồi ok, chị Loan Nguyễn một cái màu đen đã có đơn hàng 60 cân mặc size L này. 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là phải 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Rồi ok, chị Tân Hoàng 239.000 một cái màu hồng ok này. 40 cân đến 65 cân thì mặc vừa cho em. Nào còn chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em. Còn chị em nào chưa đặt hàng nhanh tay vào đặt hàng đi ạ. Rồi ok, chị Thằng Bờm 239.000 một cái màu đen ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em. Đủ 5 lần trở lên là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công đi ạ. Rồi ok, chị Phụng Kiều 239.000 một cái màu đen ok luôn nha. Rồi ok, chị Lý Quý Nhân 239.000 một cái màu cam ok này. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào chốt nhanh chốt nẻ để bên em xin kết thúc livestream tại đây nào. Vừa rẻ vừa đẹp, bao sang bao xinh nha. Phao Hàn Quốc này thì quá là đẹp luôn rồi. Màu nào mặc nên cũng nổi cũng sang cho các chị luôn. Mặc vào cái mùa này thì rất là thích hợp luôn rồi nha. Rồi ok, chị Thế Tử 239.000 một cái màu đen của chị ok này. Đấy, đội mũ này nên rất là xinh luôn này. Đội mũ cũng được mà thả mũ ra cũng được luôn nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó không thì chốt nhanh chốt lại thì em xin kết thúc livestream nha. Rồi ok, chị Quận Nguyễn 239.000 một cái màu đen của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Rồi ok, chị Phạm Quang Trưởng nha. Rồi ok, chị rồi ngày mai bên em gọi điện thì bên em sẽ chuyển luôn đơn hàng cho chị nên là chị sẽ nhận trong vòng cuối tuần tới nha chị ơi, cuối tuần này nha. Nào chị em nào lấy thì comment luôn cho em 239k kèm màu kèm số điện thoại để em xin kết thúc livestream nha. Nào em thấy lượt chia sẻ của vẫn còn đang rất là ít nên là các chị ra chia sẻ nhanh tay cho em 1 phút cuối cùng nào. 1 phút cuối cùng để cho các chị comment đặt hàng và comment chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em này. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa và em xin kết thúc livestream tại đây này. Mỗi em mặc lên đây là tông màu xanh rêu nha, không bao giờ lỗi mốt. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc, quá là xinh nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô. Và cuối cùng đây là tông màu đen truyền thống. Rồi còn chị em nào yêu thích nữa thì để lại số điện thoại để em xin kết thúc livestream tại đây nha. Và chào tạm biệt các chị này, trong gặp lại các chị trong những livestream lần sau nha. Chào tất cả các chị đang xem livestream trực tiếp của thầy trao công sở ngày hôm nay nha. Các chị vào chấm cho em một chấm này, chấm cho em một chấm để em thấy sự tương tác của các chị này. Và chị và chúng ta thấy sự tương tác của các chị nha. Và chấm cho em một chấm và ra chia sẻ giúp em đi ạ. Hôm nay bên em xả kho bán mẫu áo phao Hàn Quốc ở bên em với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các chị luôn nha. Và số lượng có hạn bán trong 10 phút đầu tiên. Các chị ra chia sẻ cho em và vào chấm cho em đi ạ. Chia sẻ cho em lên đến 300 lượt xem em sẽ bắt đầu giới thiệu nha. Rồi chào chị Quý Nguyễn này, chào chị Liên Hoàng nha. Chào chị Minh Tôn, chào chị Nhân Nguyễn, chào chị An Khánh, chào chị Lam Bùi luôn này. Mẫu này hôm nay bên em có mẫu áo phao này nha, mẫu áo phao Hàn Quốc ở bên em cực kỳ đẹp để giới thiệu đến cho các chị luôn này. Mẫu áo phao này ở bên em chất liệu phao là phao lì nha các chị em.
Chất liệu phao là phao lì này, đằng trước của nó có huy hiệu rất là đẹp cho các chị luôn ơi. Hai bên thiết kế có túi có khóa để cho các chị để tiền để điện thoại đều rất là tiện nha. Thiết kế mũ có lông này, đội mũ lên cho các chị xem nha. Các chị có thể tháo rời mũ cũng được, mẫu mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em, quá đẹp quá sang luôn ơi. Mức giá đang bán tại shop là 539.000, giảm tại livestream cho các chị chỉ còn 239.000 một cái nha. 239.000 một cái và áp dụng khi các chị mua hàng với mức giá này vào 10 phút đầu tiên nha. 10 phút livestream đầu tiên sẽ bán mức giá là 239.000 và có đủ size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Mẫu áo phao này là áo phao Hàn Quốc ở bên em này, có mức giá là 239.000 và bán trong vòng 10 phút livestream đầu tiên. Nên chị em nào yêu thích này nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì mình sẽ được mua cái áo, mẫu áo phao Hàn Quốc này ở bên em với mức giá chỉ có 239.000. 239 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 5 lần cho em nha. 65 cân mặc vừa size 2XL cho em, 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size mặc vừa. Mẫu áo phao Hàn Quốc em sẽ có 5 tông màu để giới thiệu đến cho các chị này. 5 tông màu cho các chị lựa chọn nha. Mẫu em mặc lên đây là màu hồng Hàn Quốc, quá là trẻ trung cho các chị này. Có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu này, quá là trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu đen truyền thống cho các chị nha. Và cuối cùng đây là tông màu cam này. Comment cho em này có màu đen nha chị ơi. Comment cho em Phú Pháp này, 1239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên thôi, hàng này là bên em xả kho và mức giá ưu đãi cho các chị. Nên là hàng xả nên phải chốt nhanh, chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên cho em nha. Hàng có size cho người từ 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa. Nên là các chị đây là hàng xả nên mình không nên hỏi nhiều nha. Không nên hỏi nhiều về size số bởi vì mai bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ để gửi hàng. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. 5 tông màu và đủ size cho các chị lựa chọn nha. Màu hồng Hàn Quốc thì năm nay rất là hot luôn rồi này. Chất liệu phao là phao lì cho các chị nha. Chất liệu phao là phao lì này. Bên trong của nó là lớp lót lụa rất là mềm mịn, hàng đủ size, đủ số cho các chị lựa chọn nha. Và có thiết kế mũ lông cho các chị tháo ra này. Tháo ra cũng được rồi, ok cho chị ạ. Chị lớp Paris này, một cái màu hồng ok chị nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Và chỉ trong 10 phút đầu tiên bán với mức giá là 239.000 nha. 5 tông màu đủ size đủ số này. Rồi ok chị ở đời ai ok chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại. Rồi ok chị Nhàn Nguyễn, 239.000 màu hồng đã chia sẻ nhá. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và chỉ trong 10 phút đầu tiên báo với mức giá 239.000 nha. Sau 10 phút thì lại trở về với mức giá là 539.000 đang bán tại shop em nha. Màu hồng Hàn Quốc như mẫu em mặc này, có thêm tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu cam này, cực kỳ trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu đen, chị em nào hỏi màu đen vào đây màu đen cho em này. Và cuối cùng màu xanh rêu, bây giờ mẫu sẽ mặc màu xanh rêu lên cho các chị xem nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Mẫu áo phao Hàn Quốc này thì quá trẻ trung này. Rồi ok chị Trang Thủy, 239.000 một cái màu cam ok chị luôn nha. Rồi ok chị Lan Nguyễn, 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và chỉ trong 10 phút đầu tiên bên em báo với mức giá là 239.000. Nên chị em nào ưng mẫu này chốt nhanh chốt lẹ này. Mẫu áo phao Hàn Quốc này thì quá là đẹp luôn rồi. Chị em nào cũng có thể mặc lên được cho em nha. 10 phút đầu tiên bán mức giá 239.000. Rồi ok chị Thanh Nhàn, 239.000 một cái màu xanh rêu như mẫu em đang mặc nha. Rồi ok Thu Hằng một cái màu rêu ok này. Bích Nhàn một cái màu hồng Hàn Quốc ok 239.000. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. Rồi Phạm Loan, 239.000 màu cam này, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream 10 phút đầu tiên có mức giá ưu đãi nha. Mẫu em mặc nên đây là màu xanh rêu cho các chị thì quá là đẹp và trẻ trung luôn rồi. Thiết kế có mũ nha, thiết kế có mũ lông này, các chị có thể tháo rời luôn cho em này. Rồi ok chị Loan Trần, 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị ok nha. Liễu Nguyễn, 239.000 một cái màu đen ok này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream mới có mức giá là 239.000 và chỉ là 10 phút đầu tiên thôi. Áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. Rồi màu xanh rêu như mẫu ơi nào mặc lên có thêm màu hồng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu đen thì mặc lên cực kỳ trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ đô cho các chị này. Cực kỳ trẻ trung, thiết kế hai túi có khóa để tiền để điện thoại đều rất là tiện. Mũ có lông này có thể tháo rời luôn cho em nha.
Rồi ok, Xuân Vũ 239.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok, chị Liễu Nguyên 239.000 một cái màu xanh rêu ok nụy chị thôi nha. Rồi ok, chị Thanh Phục 239.000 một cái màu cam ok này. Lưu Thị Hải Yến 239.000 một cái màu cam ok chị luôn nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại vào, kèm chia sẻ này. Rồi ok, mẫu sẽ mặc thử cái màu đen lên cho các chị xem. Màu đen là cái màu truyền thống. Rồi ok, Huyền Thanh 239.000 một cái màu hồng ok này. Chị Huyền Trần đã chia sẻ vào nhanh tay vào comment đi chị ơi. Em cũng không có nhiều đâu, số lượng thì có hạn mà chỉ bán trong vòng 10 phút đầu tiên nha. Với mức giá là 239.000 và có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu thì đều có size số mặc vừa cho em này. Áo phao nha, áo phao Hàn Quốc ở bên em đủ size, đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em. Rồi ok chị ạ. Cho chị Bích Lê này, 239.000 một cái màu đen của chị ok chị luôn nha. Rồi ok, Trúc Hoàng 239.000 một cái màu xanh rêu này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Thiết kế áo phao này cực kỳ trẻ trung nha. Rồi ok chị lớp Paris chị có rồi nha chị ơi. Rồi ok chị Ngờ Đời Ở Ai một cái màu hồng ok chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen cho các chị này. Đây chị em nào yêu cầu mặc màu đen quá là xinh luôn nha. Đứng gần này đây cho các chị ngắm này, quá là đẹp luôn này. Rồi ok, chị Huyền Trần lấy màu gì đây chị ơi, quá là đẹp và xinh luôn. Quay đằng sau cho các chị xem luôn nha. Đằng trước hay đằng sau thì đều đẹp, đều xinh. Mũ này các chị đội lên hoặc là tháo ra luôn nha. Tháo ra dùm em này, quá là đẹp luôn nha. Màu đen như mẫu em mặc lại có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ đô thì cực kỳ trẻ trung này, có thêm tông màu hồng cho các chị này, và cuối cùng đây là tông màu xanh rêu nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại. Bên trong của nó lớp nó nhuộm mềm mịn này, bên ngoài là phao lì nha các chị em, rất là đẹp luôn. Rồi chị Trung Nguyệt lấy màu hồng, để lại số điện thoại này, dáng dài chị nhắn tin về shop cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em báo với mức giá ưu đãi nha. Rồi ok chị Huyền Trần một cái màu rêu này, 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Rồi ok chị Lưu Ly 239.000 một cái màu cam này. Oanh Thủy Trương 239.000 một cái màu hồng này. Rồi ok chị Lý Nguyễn 239.000 một cái màu đen của chị ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi chị ok chị Xuân Vũ này cho thêm một cái màu rêu ok chị luôn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Bây giờ mẫu em sẽ thử sang cái tông màu cam cho các chị xem, thử full màu cho các chị lựa chọn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại. Chất liệu phao nhăn năm nay thì rất là hot cho các chị luôn này. Có đủ size cho người từ 40 đến 65 cân quay đầu nha chị ơi. Rồi ok cho chị Nại Thanh Nhàn 239.000 một cái màu đen của chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok đó, chị Ngư Lan 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Rồi chị Xuân Vũ lấy 239.000 màu rêu để lại số điện thoại này. Chị Trung Vũ lấy màu rêu để lại số điện thoại nhanh đi chị ơi. Chỉ 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá 239.000 thôi ạ. Rồi ok chị Thu Hà Hoài Nam 239.000 màu đen của chị ok nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Rồi ok, Hoài Niệm 239.000 một cái màu cam của chị quá đẹp luôn nha. Chất liệu phao nhăn này, 10 phút đầu tiên chốt mức giá 239.000. Lưu ý là phải chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Mẫu em mặc lên đây là tông màu cam cho các chị, mặc lên quá là nổi và trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cho các chị lựa chọn nha. Tông màu xanh rêu này, có thêm tông màu hồng Hàn Quốc này, tông màu hồng Hàn Quốc nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị, và cuối cùng là tông màu đen này. Giá đang bán tại shop là 539.000, giảm tại livestream cho các chị chỉ còn 239.000 một cái nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình đã được lên đơn hàng thành công này. Rồi chị Ngọc Lê, Ngọc Thị Ngọc đã chia sẻ thì ra nhanh tay comment này. Rồi ok, lên đơn cho chị Xuân Vũ, lên đơn cho chị Trung Vũ nha. Chia sẻ thì